Xin mời anh đặt câu hỏi. Kính thưa quý Phật tử, kính thưa viện chủ, con tên là Hoàng Trung Nghĩa, đến từ Biên Hòa. Qua thời gian con trước đây con có tìm hiểu một số kinh sách và có xem một số ở trên mạng. Tâm ra con có thắc mắc bốn câu hỏi như sau nên muốn hỏi viện chủ. Thứ nhất, câu 1, tu như thế nào là thành Bích Chi Phật? Thành Bích Chi Phật rồi để được cái gì? Đó là câu hỏi thứ nhất, thưa viện chủ. Bích Chi Phật á, là một người dụng công tu, nó thành tựu ba cái phần của cái tánh Phật của mình á. Mình phải hiểu chữ Bích Chi Phật là chữ Bích Chi dịch ra tiếng là độc giác, giác ngộ một phần một, một trong một phần cái tánh thấy, tánh nghe hoặc tánh nói của mình, gọi là Bích Chi Phật. Người mà muốn tu được đạt được cái Bích Chi Phật á, tất nhiên phải kiến tánh được cái phần nào mà mình nhận được, mà thấy trong cái thanh tịnh rỗng lặng trong suốt, người đó gọi là Bích Chi Phật. Đức Phật cũng lưu ý cái phần Bích Chi Phật này nó chia làm hai phần. Một là Bích Chi Phật và Bích Chi Thần. Bích Chi Phật là mình thấy trong suốt bằng cái tánh thấy thanh tịnh của mình á, đừng có một chút bợn gì ở trong đó đó, thì gọi là Bích Chi Phật, nghĩa là sống trong tánh thanh tịnh. Mà người nào mà sống trong tánh thanh tịnh mà thấy có hình tượng Đức Phật hoặc Bồ Tát ở trong đó đó, thì gọi là Bích Chi Thần. Những cái hình tượng đó là do ai làm ra? Do một vị thần xen vào, đưa vào để cho lạc trở vào cái Bích Chi Thần, để rồi còn sống ở đây hoài. Còn nếu mà Bích Chi Thần hay Bích Chi Phật gì, hai vị này không giải thoát được. Vì sao? Vì người ta dụng công để đạt được cái mức này thôi, chứ còn giải thoát người ta không biết. Mà muốn giải thoát á, thì phải đợi quyền ký Đức Phật truyền theo dòng thiền tông công bố ra cái công thức, thì hai vị này mới biết, mới là nếu mà tu đúng thì mới giải thoát được. Cái đó gọi là Bích Chi Phật, là cái phần như vậy. Con hỏi tiếp đi. Dạ con cũng xin hỏi thế là nếu mà tu đạt quả vị Bích Chi Phật rồi thì sau này vị đó viên tịch chết rồi sẽ sanh ở đâu trong sáu cõi, trong tam giới này hoặc nơi địa cầu này sẽ sanh vào cõi nào vậy? Bích Chi Phật hay Bích Chi Thần vậy? Thì khi tịch rồi cũng ở trong dòng tộc hoài, không luân hồi, không đi lên các cõi trời dương được, mà cũng không vô cõi thần được, cứ ở quanh quẩn trong cái dòng tộc hoài, cứ thấy sanh ra là cái tu thanh tịnh để rồi nó đạt thành Bích Chi Phật vậy thôi, liên tục. Mà phải đợi cho đến khi một vị Phật ra đời, Đức Phật mà công bố quyền ký ra, học cái công bố này thì Bích Chi Phật này mới giải thoát được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin ghi nhận câu hỏi số 1. Sang câu hỏi thứ 2 là Bồ Tát Quan Thế Âm ngài muốn trở về Phật giới thì phải làm sao? Kính thưa trưởng ban. Bồ Tát Quan Thế Âm muốn về Phật giới thì rất dễ dàng. Là vì ngài ở trong cõi tịnh độ á, ngài quan sát thấy trong trái đất này chừng nào mà công bố quyền ký á, thì người nào thích muốn giải thoát thì ngài sẽ dùng thiên nhãn khiến cho người này đến cái nơi mà phổ biến thiền tông ra, thì ngài tự động có công đức. Nhưng mà ngài không muốn về Phật giới liền đâu, trải qua năm 10, 20 dịp đời thì ngài đủ công đức rồi, thì trở lại dòng tộc xả cái lời nguyền là tầm thinh khắp ta bà thế giới cứu nạn cứu khổ, thì ngài tự động sanh ra và trở về Phật giới mà không cần phải tu bất cứ một ngày nào. Đó, Bồ Tát thì có cái hay chỗ đó đó, là vì người ta ở trên cái nước tịnh độ quan sát cái đất này, thời gian chu kỳ mà cái thiền tông nó công bố ra lúc nào thì Bồ Tát biết, nhưng phải trải qua 10, 20 đời Phật á, ngài mới xả được cái này. Tại vì ngài còn ở bên đó, ngài thích độ mà, độ tất cả những người ở cõi ta bà này muốn về Phật giới thì ngài tạo công đức rất dễ. Rồi con hỏi tiếp. Dạ con có câu hỏi thứ 3 như sau.
Con có coi ở trên mạng là có những vị giảng sư hiện nay giảng rất là hay. Nên con muốn đặt câu hỏi với ban quản trị là nếu một vị giảng sư giảng pháp Phật thì phải có những căn bản gì, thưa chúng ta? Một và giảng sư Phật học á, thì muốn giảng sư Phật học thì phải thông qua các căn bản của cái quy luật luân hồi trái đất này. Thứ nhất là tại làm sao trái đất này cấu tạo bằng cái gì mà trái đất này nó tồn tại. Mà trong sáu cái phần dạy của Đức Phật về tu trong cái thế giới vật lý này, mỗi phải thông tất cả những cái pháp mà Đức Phật dạy. Pháp nào dẫn đi luân hồi, pháp nào đi cõi trời dương, cõi trời cái cõi âm thì người ta phải biết. Nếu mà hiểu được như vậy thì mới đúng là một người giảng pháp đúng của theo cái tiêu chuẩn mà Đức Phật đề ra. Giờ con hỏi tiếp. Để tiếp theo con có câu hỏi số 4 như sau. Còn hiện nay các nơi tu theo đạo Phật họ làm không chuẩn ở chỗ nào mà viện chủ phải chuẩn hóa lại? Cái câu chuẩn hóa này trong huyền ký Đức Phật có dạy như thế này: đời mạt thượng pháp, huyền ký của Đức Phật công bố ra thì người nắm cái tập huyền ký này có cái bổn phận phải làm tất cả việc làm của con người ta tu theo đạo Phật, mà tu sai thì phải hướng dẫn cho người ta đi lại, đi cho đúng. Anh muốn lên cõi trời Thượng Đế cũng được, anh muốn lên cõi A-di-đà cũng được, anh muốn làm thần cũng được, anh muốn làm nô lệ cho ai cũng được, hay là muốn làm tôi tớ cho ai cũng được. Thì Đức Phật cái đó là Đức Phật không can thiệp vô. Nhưng mà Đức Phật có dạy can thiệp ở chỗ này nè: người nào mà không biết về pháp môn giải thoát, giác ngộ giải thoát, mà lợi dụng cái màu áo của mình, cái đầu của mình để mà dạy cái này, thì người nắm tập quyền ký của bổn phận là phải chuẩn hóa lại, không cho họ kêu bằng vi phạm cái kêu bằng Như Lai Thanh Tịnh Thiền của Đức Phật. Vì cốt tủy của đạo Phật là Như Lai Thanh Tịnh Thiền, đây là cái cốt tủy của đạo Phật chứ không có cái này. Nếu mà người nào không biết mà can thiệp vô thì người có nhiệm vụ phải chuẩn lại, mà chuẩn bằng cách danh từ rất nặng nề cũng được. Nhưng Đức Phật có quy định hai phần: cái người mà tu mà trong vật lý á, mà dù có vi phạm gì không sao, nghĩa là làm sao người ta tìm được các cái chùa to Phật lớn là được, người ta dùng cách gì cũng được, người ta đem tượng thần vô chùa thờ chấp nhận. Để chi vậy? Vì Đức Phật cho phép này để rồi, cái dòng đạo Phật từ ba thời kỳ á, thượng trung hạ pháp, cái đạo Phật nó mới tồn tại được. Để đến khi đời mạt thượng pháp quyền ký công bố ra, nó có cái nơi để mà công bố đó. Phải nên hiểu là cái căn bản này, Đức Phật bảo là cái người nào mà can thiệp vào pháp môn thiền tông, tức như pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền, mà chê bai hoặc bất cứ cái gì thì người nắm quyền ký phải có bổn phận là phải chỉnh lại, chuẩn hóa lại, mà chỉnh bằng những cái ngôn từ gì cũng được, Đức Phật cho phép. Còn những người mà tu vật lý, họ muốn làm gì cũng được, họ muốn cắt thiền viện, tu viện, làm bất cứ gì cũng được, nghĩa là làm sao mà có cái nơi, cái trụ sở lớn để về sau cái dòng thiền nó đi ngang qua thì nó có đó nương tựa. Tại vì người ta vô trong đó, người ta tìm cái cách mà ta tu, người ta không có, thì bây giờ ta biết được cái này thì cũng nhờ những người đó mới đưa những cái người mà muốn tu giải thoát vào cái chùa thiền tông này. Rồi con hỏi tiếp. Nãy giờ là con có 4 câu hỏi thắc mắc chị như vậy. Nãy giờ nghe viện chủ trả lời thì con tạm ghi nhận những lời viện chủ nói. Xin cảm ơn viện chủ ạ. Xin mời tiếp theo. Mời anh áo xanh. Con chào viện chủ. Chào tất cả quý vị. Thưa viện chủ, cho con hỏi cái mình tu thiền tông là mình tu tại gia hay là mình tu làm sao hả viện chủ? Mình tu tại gia hay là mình tu tại chùa hay là mình tu tại am tại cốc hả viện chủ? Tu thiền tông á thì đâu tu đâu cũng được. Nhưng mà tu thiền tông thất là tốt nhất. Nếu mà ai lập được cái chùa thiền tông á, mà mình nắm được toàn quyền cái chùa đó thì nên tu tại chùa thiền tông. Còn không á, cắt cái thiền tông thất thôi. Còn tại gia thì nó cũng hơi khó. Khó là sao?
Trong gia đình 5-7 người mà ta chuyên cầu cúng tụng lại tối ngày, nó khó là khó chỗ này. Nhưng mà khuyên nếu người nào mà có điều kiện cắt cái thất riêng tu, nhưng mà nếu mà tu bên ngoài thì đừng có tuyên bố là mình tu thiền tông gì hết á. Đó, mình chỉ căn cứ vào đây mình tạp làm sao đừng cho người ta biết, mình tạo công đức được được rồi. Nó dễ nhất là thiền tông thất ha. Còn sau nữa thì tại gia, ba tại chùa. Mà chùa là phải mình phải nắm được căn bản là chùa mình phải được toàn quyền mới được. Chứ còn mà ông thầy tu vật lý mà ông nắm cái chùa mình vô đó tu là không được ha. Rồi phút đó hai bên nó có sự chỏi á thì mình không được. Thì nên khuyên là các cái thiền tông thất riêng thì tu nó tiện nhất. Rồi có hỏi tiếp đi. Dạ thưa thì viện chủ cho con hỏi thêm là mình tu như vậy mình có giữ giới không viện chủ? Nếu mà cái giữ giới mình nói đó thì nếu qua vật lý, nhưng mà đừng có làm bất cứ vi phạm cái gì thôi không giữ giới. Nghĩa là lục tổ nói vậy, nếu mình không có vi phạm không cần trì giới. Nếu mà trì giới thì nó qua cái hình thức rồi, cái hình thức của vật lý ha. Ví dụ bây giờ mình có gia đình, mình có lo gia đình cho mình, mình đi làm để kiếm tiền, mình có một phần dư nào để mình giúp đỡ, để cứu cho người ta biết cái pháp môn này là mình đã có công đức rồi. Cái giữ giới không đặt nặng về trong cái vấn đề của thiền tông, mà đừng có vi phạm. Có nghĩa là bây giờ mình nói thí dụ như vậy, con đi bán cá ngoài chợ đi, bắt buộc con phải bán chứ làm sao. Nhưng mà cái chuyện đó, cái chuyện này nó rất tế nhị. Khi mà một người tu thiền tông rồi á, đến khi nào mình được cái, mình phát hiện ra được cái câu của Đức Phật dạy là nghiệp chướng bổn lai không, con phát hiện được cái chỗ này không cần giữ giới bất cứ gì. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật có dạy câu này: một tên đồ tể bỏ dao xuống được thành Phật. Nó rắc rối chỗ này nè. Nếu mà nó giữ giới thì cũng không được. Nếu giữ giới thì là mình vi phạm về vật lý, mà không giữ giới thì mình đọa vào địa ngục. Đó, mà phải hiểu cái này nó rất tế nhị. Có nghĩa là mình đừng vi phạm thôi. Tôi không giữ giới, cứ giống như thế này. Ví dụ người ta không cho hút thuốc, mà con nó không hút thuốc làm sao giữ giới thuốc chứ. Ví dụ vô cái nhà thương đó là chỗ này không cho hút thuốc, mà con không hút thuốc mà đâu có giữ ha. Nhưng mà nếu mà nói mà giữ thì nó là vi phạm vào trong cái quy luật của vật lý. Còn nếu không giữ giới người ta tưởng là bừa bãi, không được. Thì cái này rất tế nhị. Có nghĩa là căn cứ vào lượng tổ Huệ Năng nói là, nghĩa là tâm tôi không loạn thì không có tu thiền, mà tôi không có phạm cái gì hết, tôi không có giữ giới. Đó mình căn cứ vào chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa viện chủ, con có đọc trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, là Đức Phật có dạy ngài A Nan á, nếu mà tu mà không giữ giới, ví dụ như là dục vọng á, dâm loạn á, thì cái thân của mình nó không được định tâm, thì Đức Phật ví giống như là lấy cát mà nấu thành cơm. Nếu mà tu không giữ giới á, thì chắc chắn không có thành được chánh quả. Thì thưa viện chủ, con muốn biết là cái câu trả lời của viện chủ như thế nào? Trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm á, thì Đức Phật nó dạy nó khác, cái thiền tông nó dạy nó khác. Cái thiền tông á, là nó không, anh ở trong cái quy luật vật lý là anh phải làm đúng theo quy luật vật lý nha. Thì đừng có vi phạm thôi. Thí dụ chẳng hạn như tại sao mà ở Trung Quốc có gia đình ông Bàn Luân Quẩn á, cả bốn người ta ngộ thiền, một gia đình người ta đàng hoàng đó, mà tại sao nhiều ông thầy tu ở trong chùa mà không ngộ thiền là sao? Cái này nó khó khăn là cái chỗ mà mình làm đúng. Khi nào mình làm tạo công đức xong rồi, mình cái ngày mình trở về Phật giới mà đủ phương tiện, đủ công thức về, thì tới cái cửa mà gọi là trung tâm vận hành luân hồi, thì cái mà cái nghiệp của mình tự nó tan ra, bởi vì nó cuốn bằng cái quy luật vật lý mà âm dương. Mà tới đó vật lý âm dương không có còn nữa thì phước đức cũng không còn, ác đức cũng không có, nó tự động nó tản ra hết. Thì còn cái công đức và Phật tánh nó về Phật giới,
Thì bây giờ cái này phải hiểu. Còn đa số người ta vi phạm là ta cố ý. Cố ý thì cái công đức không tạo được. Mấy người cố ý hoàn toàn không tạo được công đức. Mà nếu anh cố ý cũng được, nhưng mà anh tạo được công đức thì chắc chắn là anh về Phật giới cách rất dễ dàng. Mà cái này thì nó rất tế nhị, không thể giảng công khai được. Nó không có thể giảng công khai được. Rồi người ta hiểu lầm, người ta tưởng tu thiền tông không cần trì giới, rồi không cần nhẫn nhục thiền định dỗ, không có, phải đâu. Không phải trì giới này mà ta không xài cái này. Thiền tông là không sử dụng cái này, chứ không phải không trì giới. Mà mình không sử dụng mà trì giới thì chi? Ví dụ mà cho con tu thiền tông mà con không sát nè, không dâm nè, không dỗ thì làm gì có vụ trì giới. Lục tổ không nói câu này thì con, nếu mà tu thiền mà tâm mình tỉnh rồi không cần trì giới. Thì không phải, ông tổ chỉ cho rõ này, cái này nó khó khăn. Nó khó khăn là cái chữ mà chấp á, trì giới, không trì giới, nó là hai bên. Mà người thiền tông dẹp hai cái này nè. Ở thế giới vật lý này, cái gì đến ra tôi phải làm. Đừng có bám theo, đừng có cố ý theo. Còn bây giờ ở trong thế giới vật lý này, bởi vì tại sao người ta làm ở chỗ này? Tưởng đâu tu quá rồi phải làm này làm kia cho ra vẻ tu đã gì? Giác ngộ là tôi chỉ cử hiểu biết cái quy luật đó. Giống như còn thấy cái đốm lửa, tôi đưa tay vô thì nó phỏng. Còn không đưa thôi làm sao phỏng? Nhưng mà phải biết cái đó là lửa, mình đừng có đưa tay vô. Còn nó tôi không được giới, mà đụng cái gì làm đấy chứ, đụng vô lửa rồi nó phỏng liền. Cái này nó rất tế nhị ha. Nói trì giới cũng không được, mà không trì giới cũng không được. Nghĩa là không có xài tới cái những cái chuyện mà của cái tánh người. Tánh người nó suối mình làm cái gì á, nhưng mà cũng phải làm, nhưng mà coi có vi phạm cái gì không. Mới sống với bằng tánh người, mà nếu tánh người sai mình không làm không được. Đói thì tính người nên giờ đói quá phải ăn, bắt buộc phải ăn chứ không sao không ăn. Cái này nó khó. Bây giờ giải thích thì con có hiểu không? Không hiểu con về con kinh, cái kinh mà kêu bằng của Lục Tổ Huệ Năng á, nói lại đọc cái này này, giải thích cho nghe. Cái kinh Pháp Bảo Đàn á, nó rất rõ cho này. Dạ con cảm ơn Diện Vũ, nhưng con còn câu hỏi cuối cùng. Diện Vũ là người giác ngộ. Theo con nghĩ là vậy, thì Diện Vũ chỉ cho con biết cái tâm của con nó nằm ở đâu. Thật ra là con biết tâm con nằm đâu hết đó. Chỉ cái tâm nằm đâu chứ. Dạ. Con có đọc cái thấy chưa? Đọc hết mấy quyển sách này chưa? Con đọc quyển số 10, con thấy cũng khá hay. Ở trong đó nó có chỉ tâm hết chứ. Tâm là cái gì? Dạ con không biết. Trời, chưa, vậy là chưa đọc hết. Tâm là tim. Dạ. Người Trung Quốc gọi là tâm, mình gọi là tim. Chứ tâm ở đâu? Bây giờ mình hiểu nè, con người mình tứ đại nó gom lại hình thành ra một cái con người. Mà điện từ quang nó cuốn để nó kéo cái thân mình tồn tại lại được. Thì đất nước gió lửa nó tạo thành cái tuần hoàn. Cái mà trung tâm để mà điều khánh tuần hoàn là cái gì? Là cái tim. Người Trung Quốc gọi là tâm, mình gọi là tim. Dạ thưa Diện Vũ, trái tim không có nhìn thấy được, không có cảm nhận được. Con muốn cái cảm nhận của con á. Cảm nhận cái tâm á hả? Dạ, muốn thấy cái tâm. Ta nói là cái tâm là duyên hợp với vật lý cảm nhận. Thì bây giờ con muốn nghe cái gì? Con muốn Diện Vũ chỉ cho con biết cái tâm của con nằm đâu để con đi tu thiền chứ không gì. Vậy thì con về đọc lại 10 quyển sách đi. Cái chuyện không có mà con biểu chỉ làm sao chỉ? Trong quyển sách có nói vậy, con muốn biết cái nhịp, cái tim của con đọc thì con phải hiểu được cái điện từ âm dương nó kéo nó lên tắc bùm là cái đường dòng đi của nó đó. Ha. Còn muốn mà nghe mà nó được đó, thì mua cái máy mà gọi là đo huyết áp của mấy bác sĩ đặt vô nó nghe. Đã tôi nói là cái tâm là cái tim, người Việt Nam mình tim, còn người Tàu nói là tâm, Trung Quốc là tim. Gọi là mình nó gọi là tim gan tỳ phế thận, người Trung Quốc gọi là tâm can tỳ phế thận. Không chứ còn cái hỏi cái chuyện mà thiền tông không có chấp nhận là cái tâm là của vật lý để nó điều hành cơ thể này. Bây giờ mấy ông thầy giảng đó, nó tưởng là tu tâm. Cái tâm là cái gì? Tâm
Thưa viện chủ, khi mà mình mất đi rồi á thì tim gan tỳ vị mình đều mất hết, nhưng cái tâm không mất. Ý con muốn hỏi cái tâm là cái chỗ đó chứ không phải là tim gan tỳ vị. Tôi con hỏi cái tâm thì được, hỏi cái tánh Phật thì được. Cái tánh Phật tại bây cô chưa đọc hết mấy cái quyển sách. Tánh Phật là cái gì? Thấy, nghe, biết, nói, đó là cái tánh Phật mà nó ở trong thanh tịnh. Nhưng mà nó nhờ cái, nó qua cái vỏ bọc của tánh người thì nó thấy, nó xuyên qua tánh người của 16 thứ. Thì nó phải sử dụng 16 thứ của tánh người nó đã quên đi. Vì thế mà con voi trắng 6 ngà nó phải đâm thủng cái này nè. Một cái ngòi, cái ngà nó phải đâm thủng cái này để nó vỡ một cái gọi là cái vô minh. Để nó cái tánh thấy á, nó thấy bằng một cái tánh Phật của mình thì mới đúng là cái kiến tánh, là kiến tánh chỗ đó đó. Con voi trắng 6 ngà làm cho 6 cái được kiến tánh. Chứ còn con bảo là con hỏi giờ lấy tu tâm, tâm gì đâu tu. Tâm là cái tim, là nó hoạt động theo cơ chế của vật lý. Còn cái tánh Phật biết á, trong đó là thấy, nghe, nói, biết là cái tánh Phật. Còn 16 thứ của tánh người nó xen nó vô, nó làm loãng đi để là gì? Rồi nó sanh ra cái ảo giác người ta gọi là 84.000 thứ của trần lao. Hiểu cái chỗ này thì con mới tu thiền tông được. Bởi vì nếu mà con giác ngộ thì giác ngộ cái này nè. Còn con mà không giác ngộ này thì con hỏi hoài không ai trả lời được. Nhưng mà con không hiểu được đã cái tim mà tao tu cái gì, cái tâm mà tu cái gì. Tại con đi mấy cái chùa rồi nghe mấy ông thầy vật lý nó tu tâm. Thì con tu tâm là tại ổng biết cái tâm là cái gì. Ổng tưởng cái tâm là cái sự sống của mình, không phải. Sự sống của mình đó là do điện từ quang bao phủ cái tánh Phật. Tánh Phật nó có 4 cái là thấy, nghe, nói, biết pháp. Đó là cái sự sống của con người đó ha. Còn mà nó gói trong đó, nó gói trong cái ý. Mà cái ý bị tánh Phật bao lại nữa, cho nó nhiều lớp. Phải đọc hết 10 quyển này thì nó hỏi mới biết được. Dạ con có mời dì chủ. Ừ. Xin mời chú cuối cùng luôn ạ. Tôi xin hỏi viện chủ 3 câu. Nhưng mà cái câu 1 tôi hỏi là tôi đi nhiều chùa và các chùa đều thấy cái thùng chỗ chánh điện để là nếu mình cúng tiền hay là cúng cái gì đó vô đó thì cũng đều để là công đức. Vậy tôi hỏi viện chủ chứ cái tiền này là công đức hay là phước đức hay là những cái gì đó, viện chủ cứ giải thích cho tôi nghe. Giờ anh cúng cái gì? Anh cúng cái gì nói giờ là nói gì? Cúng tiền, nhưng mà trong cái thùng tiền thì trước thùng tiền nào cũng đều để là công đức. Mà ở đâu? Hoặc là phước đức. Coi như là hầu như nhiều chùa đều để như vậy, chỉ có chùa này là tôi không thấy. Bây giờ á, anh công đức mà muốn công đức cứu một cái việc gì ta làm mà cho cái người ta đọc ta thấy á, ta giác ngộ thì anh có công đức. Còn tại các chùa đã tôi nói rồi, các chùa vật lý người ta không hiểu cái này, ta không hiểu giác ngộ giải thoát là cái gì, thì cái gì cũng là công đức. Người ta tưởng tượng ta làm vậy thôi chứ giờ mình làm sao nói được. Bây giờ các cái chùa thờ, nói xin lỗi nha, các cái chùa mà thờ Quan Âm cũng không có công đức luôn, nói cho biết. Vì Quan Âm là phước đức nha. Nếu mà cất đắp cái tượng Quan Âm là phước đức chứ không được công đức. Mà kể công Phật Thích Ca này nè, ngồi mà ngồi thiền là cũng có phước đức à. Chỉ có ngồi cái cầm cành hoa sen mà người nào ngộ đạo mới có công đức nha. Còn không ngộ đạo cũng phước đức hết. Mình phải hiểu vậy. Tại các chùa người ta không hiểu người ta phải nói vậy chứ giờ nói sao giờ. Tôi thấy làm cái gì cũng công đức, cái phiếu gì cũng đất hồn công đức. Mà để là cái miễu cũng để công đức nữa, chứ không phải ấy đâu. Nhưng mà thành ra bây giờ chùa Thiền Tông Tân Diệu là muốn chuẩn hóa là cái này. Anh muốn phước đức thì như thế nào, công đức như thế nào, phải nói. Anh về anh đọc lại cái chỗ ông Lương Võ Đế cắt 72 câu chùa. Hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma chứ trẫm có công đức gì không. Tổ Bồ Đề Đạt Ma không có chút nào hết. Ông kia ông mới buồn, ông tức. Ông nói Tổ Bồ Đề Đạt Ma là công thị điên. Cái công đức có nghĩa là giúp người ta giác ngộ và giải thoát. Còn phước đức giúp người ta an vui, không có sầu khổ là phước đức. Anh có thể phân biệt cái này. Anh có thể đi tới cái chùa,
Anh hỏi ta chứ cái hòm công đức tôi là tôi cúng cho mà công đức là làm cái gì ra công đức, thì coi người ta trả lời sao. Cái đó là do cái tại cái chùa người ta trả lời, chứ mình đây không can thiệp được. Vì bước Đức Phật có dạy thế này nè, tất cả chùa Phật lý người ta muốn làm gì là muốn cúng, muốn tụng, cầu xin, muốn gì thì kể của người ta. Nghĩa là làm sao mà có Phật tử đến đông là được. Người ta lấy được cái tiền, người ta cắt cái chùa cho to, Phật cho lớn, để duy trì cái đạo Phật. Để chi? Để ba thời kỳ thượng, trung và hạ Pháp, cái đạo Phật nó mới đi xuyên suốt được, để đến khi mạt thượng Pháp quyền ký công bố ra, sau đó mới chuẩn lại tu. Anh muốn tu cái gì? Thì trong quyền ký đã nói rồi, muốn tu cái gì phải ghi cái nấy. Anh muốn làm thần thì tu cũng được, ông Phật không rầy. Muốn làm nô lệ ai, ông Phật cũng không có rầy. Đó, phải hỏi, hỏi cho đúng. Còn bây giờ hỏi đó thì tới cái chùa bây giờ hiểu rồi. Anh cái nắm căn bản nè, giúp người ta giác ngộ giải thoát có công đức, giúp người ta an vui có phước đức. Thí dụ người ta nói okay, bây giờ ta để cái hòm công đức nghe. Nó, anh cứ vô hỏi với thưa thầy về công đức, tôi cúng này công đức làm gì có công đức. Thì coi người ta trả lời sao. Thì anh hiểu cái này anh nói anh chỉnh lại. Thì đây nếu anh chỉnh mà ông thầy nghe anh có công đức á, nói cho anh biết. Anh mà chỉnh được cái ông thầy đó theo anh là anh có công đức, là ông sẽ không thể hiểu được liền. Tại bây giờ chùa này nói ra có nhiều người muốn tranh luận, tôi mời, tôi vẫn mời lại. Tôi bao hết tất cả ăn uống xe cộ đến đây, tôi bao hết. Muốn tranh luận cái là đây tranh luận, bao nhiêu người cũng được. Đó, là ý gì? Tôi muốn cho mấy cái người đó biết rằng tu theo đạo Phật rồi phải hiểu cho đúng. Chữ hiểu này là giác ngộ. Giác ngộ là hiểu biết, mà mình không biết mình nói vô thì đương nhiên phải đưa vào những cái chuyện mà mê tín dị đoan rồi. Rồi anh hỏi tiếp vậy đi. Xin hỏi thầy chứ, dụ như các hòa thượng tu lâu năm, những người như tiến sĩ Phật học, ta đã có bằng, có cấp như vậy mà có biết những lời Phật dạy như thế này hay không, hay là các vị đó như thế nào thì xin trưởng ban giải thích. Cái này thì mình cũng không xem vào ta. Bởi vì ta dự hòa thượng rồi tu cả 60-70 năm mới lên, 20 năm ta đã lên hòa thượng rồi. Nhưng mà bây giờ muốn nói người ta sao được. Mà bây giờ nói thế này, khi một vị hòa thượng anh cứ đến hỏi nè, lập chùa ra để cái gì? Giác ngộ. Hỏi chứ thưa hòa thượng, giác ngộ là cái gì? Coi người ta trả lời sao. Thì mình nói ta đó, ủa sao thầy hòa thượng tu mấy chục năm mà chỉ giác ngộ không biết. Mình phải nói nhẹ nhàng với ta, rồi ta sẽ tự động người ta chỉnh lại. Còn bây giờ bất cứ người nào mới tu hay là tu lâu mà anh đã kiến tánh là anh thấy, anh biết liền. Còn không kiến tánh, tập quyền ký đọc ra Đức Phật nói rằng kiến to vậy vậy ra, tánh Phật nó vậy đó, tánh nghe, tánh nói, tánh pháp, công đức, phước đức, ác đức nó vậy đó. Ta phân biệt cho mình rõ ràng rồi, ta nói cho mình đã ràng. Còn bây giờ trái đất này nó quay để nó tạo nhân quả đó. Hồi xưa nói trái đất quay tạo nhân quả, ai tin? Cứ hỏi về nhân quả gì đó, bề trên đó, bề trên sắp đặt đó. Bây giờ bề trên ở đâu? Trong tam giới nó rõ ràng rồi. Bề trên mà nói ở đây nó nằm cái vùng hai, thì ám chỉ cho là vị Thượng Đế đó. Trong một tam giới có một ông Thượng Đế thôi. Bề trên là chỉ dòng Thượng Đế. Nhưng mà ông Thượng Đế giờ ông cũng bị quay như mình nha. Nhưng mà ông quay cái dòng cao hơn mình chút thôi. Thì bây giờ đời văn minh này nói người ta mới chấp nhận. Chứ hồi xưa nói về thôi Thượng Đế, thôi ông trời sắp đặt sao làm vậy. Mình cứ tin vậy thôi. Bây giờ thành ra bây giờ nên cố gắng đến chùa hỏi những cái này rồi đi tới các cái chùa. Thắc mắc cái chùa nào đó, vô chùa đó hỏi. Thiền Tông cho phép, bây giờ Đức Phật cho hỏi đó. Anh cắt cái chùa là để làm gì? Nếu cúng tụng á, cúng á, thì đừng có để cái chùa mà để là cái miễu, cái am vậy đó. Chứ đừng có để cái chùa là giải giải thoát. Khi nào quyền ký đã nói ra rồi thì cái chùa là nơi giải giải thoát thôi. Duy nhất một đường thôi, chứ không có nói cái thứ hai. Còn mà cúng tụng này nè, là có đạo tiên, cầu siêu, cầu an là có đạo tiên. Còn cúng á, lớn là do đạo thần. Mình phải hiểu vậy, phải hiểu nguyên tắc của nó đó thì mình mới hỏi mấy ông thầy được. Chứ còn nếu mình không hiểu được mình lại hỏi ông thầy cũng nói trớt quớt, mình cũng nghe ông nói sao nghe vậy. Rồi cứ thắc mắc gì cứ hỏi tiếp. Xin hỏi câu thứ ba, thì tôi là một cư sĩ cũng có tu tại chùa ở Bến Lức. Chùa tôi thì chuyên môn là chặt thuốc nam và hút thuốc nam. Nhưng mà đức thầy của tôi có để lại một câu quấn từ
là sau khi ngài đã là tịch để một câu quấn từ thì gồm có như sau. Tôi còn nhớ là thầy tôi có để một câu là tinh tấn thực hành phước huệ song tu là đường về cực lạc. Nhưng mà chỉ một cái đường về cực lạc thì thí dụ như ở đây chắc cũng nhiều người cũng đã nghe nhưng mà chưa biết cực lạc là như thế nào. Rồi còn một câu nữa, nếu như một con đường hay hai con đường thì tôi không dành lắm, nhưng mà có một cái câu kế nữa là gặn thầy tôi có gặn lại là tinh tấn thực hành phước huệ song tu là lên đường giải thoát. Thì vậy tôi xin trưởng ban giải cho tôi là hai cái câu là đường cực lạc như thế nào và đường giải thoát ra sao, có hai con đường hay là một con đường mà là thầy tôi đã để như vậy. Xin hết. Cái bây giờ đó, nếu một người giác ngộ thì nói mới nghe, chứ ông thầy ông không hiểu gì thì muốn nói gì ông nói kể ông. Chứ đường cực lạc, đường nào đường cực lạc? Có cái nước cực lạc thì có, còn con đường giảng sanh lên nước tịnh độ là có, lên đó sống vui sướng ta gọi là nước cực lạc. Con đường thì đường vãng sanh do trung ấm thân chở đi, chứ đâu có đường nào đường cực lạc. Nha, nước cực lạc là có, phải hiểu vậy nè. Còn vấn đề mà ông thầy muốn nói gì nữa, phước huệ song tu là cái chuyện phước. Phước là cái chuyện giúp đỡ người ta, huệ là mình thấy được cái cõi âm á. Mà ở đây ai thấy được cõi âm? Phải nói hai cái này không có dính nhau, tại người ta mới gài với nhau cho nó dễ thôi. Chứ còn anh muốn tu cái gì? Anh muốn tu phước lên cõi tịnh độ hay cõi thượng đế vậy đó anh tu. Nó có con đường đi, gọi là vãng sanh. Còn cái nước cực lạc thì phải nói là nước cực lạc, chứ không phải nói đường cực lạc được. Đường đó, trên con đường trung ấm thân nó đi rất nhanh, đi bằng tốc độ ánh sáng, làm sao có con đường, làm có thời gian trong vòng đầy nháy mắt là tới đằng kia rồi. Hơn nữa, chảo chùa tôi thì có hai cái câu liễn hai bên. Ở trước cái chùa thì là coi như là đặt là để là thầy chứ tổ như thầy để lại á, là tịnh độ hoằng khai minh tâm siêu pháp giới, tức là có cái chỗ minh tâm như là ở đây giảng tôi mới là họ là tới đó. Giờ bên kia là có cái chữ là cư sĩ tu hành kiến tánh mới triệt quyền cơ. Thành ra tôi tính định hỏi hai câu này nữa cho là trưởng ban giải, bởi vì nếu thầy tôi không ngộ không biết gì thì làm sao mà có những cái câu đối này mà nó giống như ở trong cái tập quyền ký mà tôi đã đọc. Có cái chữ kiến tánh đó và minh tâm đó, vậy tôi xin trưởng ban giải thích dùm. Ở trong đó là gọi là minh tâm kiến tánh Như Lai. Minh tâm là cái tâm mình nó sáng ra, thấy sáng ra thấy được cái tánh Phật. Tánh Phật là tánh Như Lai đó, mà anh phải kiến tánh mới được. Còn anh không kiến tánh mà ngồi đợi anh cãi sao được? Thì tôi không cãi. Còn cái đường cực lạc nó khác. Cái đường cực lạc thì đường vãng sanh, đã tôi nói là đường vô cực lạc là nước vãng sanh. Còn cái đi về Phật giới á, gọi là con đường giải thoát. Phải hiểu cái này. Bây giờ tôi yêu cầu là đọc cho hết 10 quyển sách. Mà thứ nhất là cái quyển số 10 phải đọc cho thuộc, phải tụng tí, tụng ni, tụng lại hoài thì mới hiểu được cái này. Chứ còn bây giờ anh nói chuyện, bây giờ người nào mà gọi là kiến tánh thì mới nói được cái này, còn không kiến tánh thì làm ơn đi học lấy cái quyền ký ra đọc tới đọc luôn rồi hỏi trong đó người ta trả lời. Chứ bây giờ anh đem cái chuyện minh mông của trời đất ra đô đây hỏi làm sao được. Nhưng giờ cuối cùng thì giúp lại là nếu thầy chỉ rõ là một con đường hay là hai con đường, nếu hai con đường thì thầy nói hai con đường để tôi biết, hay là một con đường, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Đó là giờ nãy nói rồi, con đường cực lạc là giảng sanh, con đường về Phật giới là gì? Đường giải thoát, người ta nói rõ ràng vậy thôi. Xin cảm ơn thầy. Xin mời vị tiếp theo ạ. Mời chú Mắt Kiến. Alo. Tôi ở Bào Bàng, Bình Dương xin hỏi viện chủ hai câu ạ. Đức Phật dạy đạo là dạy những gì mà người tu theo đạo Phật hiện nay, mỗi thầy tu mỗi kiểu, làm một cách viện chủ là người giữ tập huyền khí của Đức Phật, truyền theo dòng thiền tông. Vậy xin viện chủ cho biết lý do có sự sai biệt này ạ.
Đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, mà ông thầy không biết cái này thì mỗi ông tưởng tượng ra một kiểu. Thì tưởng tượng ra cái gì thì người ta giải cái đấy. Đó thì mỗi người giải một kiểu là vậy. Giác ngộ giải thoát biết thì mười ông nói đúng y vậy. Còn ông không biết, không biết giác ngộ giải thoát là gì, thì ông tưởng tượng sao rồi nói vậy. Ông muốn nói gì kiểu gì nữa. Đó là mỗi một người một kiểu, là một ông một kiểu đó. Bởi vì người ta tu bằng cái tưởng người ta thì nó mỗi người nói một kiểu. Chứ nếu mà đã kiến tánh rồi thì cái nào ra đấy. Kiến tánh rồi, đường giải thoát nó vậy đó, phải tạo công đức về. Còn nếu mà tạo phước đức giảng sanh, tạo ác đức đi xuống, đó là con đường nó rất rõ ràng như vậy. Rồi anh thỏa mãn không? Không thỏa mãn thì hỏi tiếp. Dạ thưa viện chủ, tôi hỏi câu 2 ạ. Câu 2 là chùa Thiền Tông và chùa Truyền Thiền Tông và Truyền Tâm Ấn có giống nhau không? Sao chỉ có chùa Thiền Tông Tân Diệu, Truyền Thiền Tông mà không thấy các chùa khác tổ chức truyền thiền ạ? Truyền Thiền Tông thì nó có cái gốc tích từ, anh có đọc cái quyển số 8 á, từ Đức Phật truyền Thiền Tông cho Ngài Maha Ca Diếp, nghĩa là truyền cái dòng này nó đi. Thì bây giờ cái chùa Thiền Tông Tân Diệu này, ai mà ngộ thiền ta đến ta truyền cho, ta nối tiếp từ tổ Maha Ca Diếp cho đến qua ba mươi mấy vị tổ là gọi là truyền Thiền Tông. Còn Ấn Tâm á, thì ông thầy ông hiểu cái gì thì kêu đệ tử vô dạy y vậy. Đó, rồi mày hiểu y như tao, tao ấn tao mày, tao chứng cho mày giống tao. Thì giống như cái mộc ở trên đóng xuống cái giấy trên cái mộc gì thì đóng dưới cái giấy vậy. Nó không, nó khác nhau là khác cái chỗ này. Khác nhau là truyền cái dòng Thiền Tông, đi theo dòng Thiền Tông để cho người ta giác ngộ và giải thoát. Còn cái chuyện Ấn Tâm á, là để cho ông thầy biết làm sao, trò biết như vậy, gọi là Ấn Tâm. Hai cái nữa khác ở chỗ đó. Dạ thưa viện chủ, cho con hỏi thêm câu số 3. Trong Kinh Kim Cang Đức Phật có dạy là có bốn câu là tìm ta qua hình sắc, cầu ta qua âm thanh, là kẻ hành tà đạo, không thể thấy Như Lai. Là kẻ hành tà đạo này là ai ạ? Ở trong này thì dịch ra tiếng Việt đi. Ông Phật nói ai lại ổng là ma đó. Ha. Ai mà lấy âm thanh mà cầu ổng là tà đó. Tức như là gõ mõ tụng kinh ổng xếp về tà. Đức Phật ông nói thế này, cái sách mà đưa ra các ông đọc tụng á, để ông tụng cho hiểu, ông nói cho hiểu đi rồi nói lại cho ta, rồi từ theo đó mà nương theo đi tu. Mà không chịu học, không chịu hỏi gì, cái tối nào đem kinh ra tụng, tụng năm này tháng kia, rồi hỏi giải thoát gì không biết. Mục đích của ông là giác ngộ giải thoát có hai cái chữ này thôi, mà không chịu. Thì ông mới nói vậy, nếu lấy sắc tâu cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, người ảnh hành đào tà, không lấy Như Lai mà chỉ thấy ma. Chứ đó là đơn giản thôi. Rồi để cho con hỏi thêm một câu nữa. Trong Kinh Kim Cang Đức Phật có bảo ông tu Bồ Đề là nơi nào có tướng là nơi đó có sự lường gạt. Nếu thấy được tính cách không tướng của các tướng tức là thấy được Như Lai. Xin thầy giải thích câu kinh này, con không có hiểu. Anh lặp lại câu gì? Tướng không tướng, anh lặp lại nói từ từ. Nơi nào có tướng nơi đó có sự lường gạt. Nếu thấy được tính cách không tướng của các tướng tức là thấy được Như Lai. Kêu bằng lấy tướng mà cầu Phật là nói ta lấy cái hình ổng á, cái tượng xi măng này nè, cái ổng á là hình tà đó. Mà thấy được cái mà không tướng đó, mà biết được ổng là cái gì, là cái tánh đó. Là cái tánh mình gọi là kiến tánh. Thấy cái tánh này nó, bởi vì lục tổ nói là khi mà lục tổ ngộ rồi, ông nói là đâu ngờ tự tính xưa nay là thanh tịnh. Nó không phải một vật. Đó là cái câu này lục tổ mới ngộ. Mà Thiền Tông người ta ngộ, tôi nói đơn giản lắm mà, chứ không có cái giải đáp vòng vòng đâu. Tất cả đều phàm sở thủ tướng giai thị hư vọng, nhiệt kiến tướng phi tiếng tức kiến Như Lai. Tất cả người thấy trên đời này cái gì có tướng là giả dối, cái thấy mà không phải tướng, cái đó là chân thật đó. Cái Như Lai là cái Như Lai là cái gì? Cái không đến không đi, không sanh không diệt, nó là nó chỉ là Phật tánh đó, chứ đâu có gì lạ.
Cảm ơn viện chủ ạ. Xin mời vị, mời anh ạ. Dạ, kính thưa viện chủ và toàn thể quý Phật tử, thì tôi xin đại diện cho những Phật tử là trong cái bên những người cùng tu, thì tôi đến đây thì cũng có một số câu hỏi, thì xin viện chủ trả lời. Và một số câu hỏi nếu có động chạm thì xin viện chủ bỏ qua. Anh cứ thoải mái hỏi, không sợ cái đó. Dạ, thì qua tham khảo thì 10 cái quyển sách mà soạn giả Nguyễn Nhân viết á, thì chúng tôi đọc và tham khảo thì thấy cũng rất là hay. Thì cũng giống như là những các chùa, các sư hòa thượng mà chúng tôi đến, thì các ngài nói, thì với sự hiểu biết của chúng tôi thì nó thật sự thì chúng tôi cũng muốn tìm đến một con đường giải thoát. Thì ở đây thì cho tôi hỏi là viện chủ lấy tư cách gì và cái căn cứ gì là viện chủ đòi khôi phục và cái chuẩn hóa lại thiền tông và giúp cái con người tu giải thoát và giác ngộ. Và tiếp theo là ở đây thì hiện nay thì viện chủ đã chứng đắc hay đạt được cái gì rồi ạ? Bây giờ tôi trả lời khôi phục thiền tông. Khôi phục thiền tông này là chùa Thiền Tông Tân Diệu có cái bản quyền ký của Đức Phật truyền theo dòng thiền tông. Thiền sư Ni Đức Sảo giao lại chúng tôi, bảo chúng tôi là phải phổ biến này ra, và người nào làm sai thì chuẩn hóa lại. Đây là chuẩn hóa theo lời của Đức Phật dạy theo dòng thiền tông. Đức Phật dạy rằng đời mạt thượng pháp, người nào nhận cái tập quyền ký này, người nào mà nói về giác ngộ giải thoát mà không biết bịa chuyện ra, thì cái người nắm tập quyền ký này được quyền chỉnh lại, chỉnh bằng ngôn từ gì cũng được, Đức Phật cho. Còn cái điểm thứ hai nữa, nếu mà người ta tu vật lý, người ta nói tôi chứng cái này, tôi đắc cái kia, tôi thành cái này, cái chuyện của người ta, không xen vô, Đức Phật không cho xen vô. Người ta cắt cái chùa, ta muốn đưa ông thần bà thánh nào vô thờ cũng được, Đức Phật cho phép. Rồi người ta muốn cắt cái thiền viện, ta tu kiểu gì kiểu người ta, tu viện người ta, ta xin cái gì kể người ta. Nhưng mà sở dĩ Như Lai cho cái rộng rãi này á, là Đức Phật bảo là nhờ mấy cái chùa vật lý này nè, người ta tới đông, bởi vì con người ta mà cái tánh tưởng và tham, thì người ta mới bỏ vô, ta cầu cái gì đó, ta mới bỏ vô. Nhưng mà ta cắt cái này để cái chùa lớn, cái Phật to, là để duy trì cái đạo Phật lại qua ba thời kỳ thượng trung và hạ pháp. Mạt pháp trở đi thì quyền công bố mới công bố quyền ký được. Mạt pháp là cũng là cái người người ta đã văn minh lên tột đỉnh rồi. Hồi xưa ổng nói một câu á, mà đệ tử ổng chửi ổng á. Ổng nói chừng nào mà cái này á, đệ tử ông biểu kêu công bố này ông không được, đợi chừng nào mà con người đứng từ trái đất này, đầu trái đất này nói, đầu trái đất kia nghe đó, thì mới công bố này ra. Thì đệ tử ông chửi nó, ông nói ông điên nè, cách có 10 thước tôi nói không nghe, mà trái đất này, đầu trái đất này, đuôi trái đất kia nói nghe. Thì cái này cái chuyện ý hà mỏng là đợi khi nào văn minh lên cao, thật cao, người ta nhìn thấy trong không gian này có hình ảnh rất nhiều. Còn bây giờ tôi nói mấy ông ấy không tin đó, đợi về sau. Thì bây giờ cái này tư cách chuẩn quá là tôi lấy nhờ cái tập quyền ký này mà tôi mà phân tích nha, phân tích rõ là trái đất nó quay như thế nào, nó tạo luân hồi thế nào, con người tu sao giác ngộ, tu sao giải thoát, đây người ta giải thích rất rõ ràng, không có sót cái gì đó. Còn bây giờ tất cả đến chùa nhưng mà nên hỏi trong thiền tông thôi, hỏi cái gì khó nhất cũng được, mà đừng đem cái câu chuyện bên ngoài. Trên ngoài ví dụ ba cái mấy ông thầy mà nói lơ mơ vô đây cãi không được, vì ổng không hiểu, ổng tưởng tượng ra rồi ổng nói bắt người ta theo ổng là không được nha. Nên nhớ rằng chuẩn quá, đây có đủ tư cách chuẩn quá là nắm được quyền ký này. Ngày xưa bây giờ tôi nói thật á, ông cỡ hòa thượng tiến sĩ là hỏi chứ nhân quả cái gì sanh ra hoàn toàn không ai biết.
Chỉ hôm nay đến đây nghe nói trái đất quay để tạo nhân quả. Nếu ai ở đây biết thì mới biết là nhân quả do trái đất quay, do điện từ âm dương nó quay, nó tạo thành cái nhân quả. Chứ bây giờ hỏi ông thầy chứ sao nó biết á, ông coi chừng bị nhân quả làm ác gặp ác. Chỉ nói thôi chứ biết tại sao nó có cái chuyện này. Rồi người ta nói là cái đó là cái đấng bề trên, người ta ẩn định, người ta nói như thế là có số mạng. Tại sao ta không biết, ta nói số mạng chứ đây là cái nghiệp mạng của mình, do cái nghiệp của mình làm, nó theo cái nhân quả nó mới ra. Đó, thì bây giờ tôi trả lời câu thứ nhất rồi đó. Tôi thỏa mãn thì thông qua, không thông mãn thì cứ hỏi đi, cứ hỏi tôi trả lời cho hết. Nhưng mà nên nhớ là hỏi nè, hỏi từng phần một, đừng có hỏi dài quá rồi trả lời cho nó loãng đi. Dạ, còn một cái ý thứ hai trong cái câu hỏi con hỏi là hiện nay viện chủ thì có chứng đắc hay đạt được cái gì rồi? Thà hỏi vậy, tôi thì không có chứng đắc gì hết. Mà tôi cũng không có tu mà không có chứng đắc cái gì hết. Mà tôi nắm được cái quyền ký của Đức Phật, tôi đọc tôi mới hiểu. Chứ tôi không có tu mà không có chứng đắc, nó thật. Mà Thiền Sư Ni Đấng Thảo giao cái chùa tôi lại nè, tôi phải giữ, tôi phải xây lại, rồi tôi phổ biến này ra. Nhưng mà nên nhớ con câu à, được, tôi không phải tôi nói, nhưng mà ông Phật ông nói, những gì Như Lai nói ra các con thấy thuận lý thì hãy tin, không thuận lý đừng tin, đừng có mù quáng mà nghe Như Lai nói. Nghe Như Lai nói mà không hiểu lời Như Lai nói là các ông chửi ta đó. Đó là lời ông Phật đó. Mình tu theo đạo Phật phải nắm cái căn bản này. Ông Phật ông nói là ông phải đọc tài đâu mà. Ông nói không phải là, bây giờ thấy phải là nghe, không phải thôi. Nha, tôi chỉ con đường giải thoát á, mà không đi thôi. Còn muốn cầu xin lại lục ai là cái chuyện của con người. Đức Phật cũng dễ dãi vậy. Thì tôi thì nó đúng không có chứng đắc, không hiểu cái gì. Nhưng mà tôi đọc cái quyền ký tôi biết. Con người có 16 thứ tánh. Mấy ông thầy không biết. Tánh Phật có 4 thứ, không ai biết. Trái đất này nó luân chuyển được là do điện từ âm dương nó hút kéo đi. Mà trong cái đất này nó nằm trong cái tam giới. Tam giới nó có 5 vòng. Vòng 1, vòng 2, 3, 4. Vòng 5 là vòng bảo vệ một tam giới. Đó, đây là khoa học bây giờ nó chứng minh rằng nó trái đất này nó quay bởi điện từ. Chứ không phải là hồi xưa khoa học nó cũng tưởng đâu là ông nào á, ông nào tạo ra đó. Bây giờ nó quay nó nhờ cái điện từ. Nhưng mà trong cái thẩm sâu nữa, Đức Phật có nói cái này, nhưng mà hôm nay tôi không có nói chuyện này. Nó cũng phải có cái quy luật của nó chứ không phải là không. Thì giờ anh hỏi tới đâu tôi trả lời tới đó. Nhưng mà những cái sau tôi không nói, là vì nó ngoài câu hỏi tôi không nói. Rồi cứ hỏi tiếp đi. Dạ thì cho con sẵn đây cho con hỏi thêm một cái ý á. Thì con đọc trên cái quyển quyền ký á, thì giống như cái những cái quyển mà kinh của một số người dịch trước đây á. Nhưng mà thấy trên cái quyển quyền ký thôi thì thấy nó viết rõ hơn và nó thực tế hơn. Thì xin hỏi viện chủ rồi, sẵn ở đây con có viện chủ có thể là cho con và mọi người xem cái quyển quyền ký của sư Đức Thảo để lại cho viện chủ được không ạ? Cái quyền ký thì tôi đã viết ra rồi, nói 60%, còn 40% là không nói. Là sao? Nó đụng chạm. Mà cái 40% này anh muốn lấy toàn bộ cái mà 10% của nguyên cái quyền ký. Đợi ngày 14 tháng 5 quyền ký công bố được công bố ra, phát cho mỗi người một quyển dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương, tỉnh, các hệ thống và giáo hội. Đó, muốn nghe, muốn biết cái này mà về nhà đọc lép nhép coi chừng người ta giả miệng ráng chịu. Đó, tôi nói thật. Vì chính quyền cho tôi công bố ra là tôi chỉ công bố, tôi đã nói rồi công bố rồi, còn chịu mà biết để miệng, còn đi ra đi học người này học người kia rồi nó đánh ráng chịu. Rồi muốn biết lập quyền ký đúng ngày 14 tháng 5 là ở đây sẽ tặng cho mỗi người một quyển và đồng thời nguyên cái hệ thống 40% tuyệt mật tôi nói hết. Nhưng mà nên nhớ rằng cái này nó đụng chạm người ta. Thí dụ cái người mà ta cải thiện thì không nói, mà cái người mà ta có cái tự ái á, thì ta đánh mình ráng chịu. Mà ở đây thì tôi nhà nước cho tôi phép tôi nói mà, chứ đâu phải không nói. Cũng như bữa nay tôi nói này, nhà nước cho phép với phép đàng hoàng à, chứ không nói tôi không dám nói cái này đâu.
Rồi anh hỏi tiếp đi. Dạ con xin cảm ơn vị chủ. Con chuyển sang câu hỏi thứ hai. Thì trên 10 cái quyển sách đó thì con đọc thì thấy hiện nay thì cái như vậy là quyển Quỳ Ký đã công bố là trên 10 năm rồi. Thì hiện nay cái cho con hỏi thì cái dòng chảy của Thiền Tông mình nó bung ra như thế nào, và hiện nay có cái những cái chùa nào tu theo Thiền Tông chính thức, và muốn tu theo đạo Phật mà muốn giác ngộ giải thoát thì đến những cái chùa nào, và nó ở cái địa chỉ đó. Anh nói quyền ký công bố ra 10 năm chưa, mà những cái quyển sách ta viết là ta nương theo quyền ký người ta viết ra chứ không phải là công bố. Tôi nói là công bố là 14 tây tháng 5 mới công bố ha. Còn anh muốn đến cái chùa nào dạy giác ngộ giải thoát thì anh nên nhớ rằng ở thế gian anh muốn mua vàng thì anh phải tiếp tới cái cửa hàng tôi bán vàng, tôi vô chùa cũng vậy, chùa nào vô đây tôi dạy giải thoát anh thấy cái chữ người ta thì mình vô anh hỏi, còn chùa nào không có cái chữ này đừng vô ha. Bây giờ anh hỏi chùa nào dạy giải thoát thì bây giờ chùa nào vô đây tôi dạy giải thoát, đây chùa Tân Diệu này tu theo Thiền Tông cốt đỡ thành Phật đó, người ta mời vô đó thì muốn vô đây hỏi. Nhưng mà bữa nay thì không hỏi cái này, không trả lời này, mà muốn ấy thì hỏi trong ban quản trị sẽ trả lời cho. Bữa nay là tôi trả lời tông thắc mắc thôi ha. Còn cái đó nó dài dòng thì gặp ban quản trị người ta sẽ giải thích cho ha. Còn đó thì bây giờ anh thấy đến cái chùa nào vô đây giải thoát ghi rõ ràng thì mình vô. Chứ bây giờ cái chùa người ta không ghi gì, ví dụ chùa hiểu gì cái để trong bóc không biết hỏi gì, thì cái đó thì anh tùy theo anh hiểu. Thì giờ anh hỏi người ta chứ ở đây có dạy giải thoát không, mình phải hỏi. Giống như không cái cửa hàng mà không có để bán cái sản phẩm gì đó thì hỏi đây có bán sản phẩm đó không, nếu có thì mình vô, không có rồi đi. Mà tôi nói thật tự Bắc với Nam tôi hỏi tôi chưa thấy cái chùa thứ hai hỏi vụ giải thoát là họ liếc liền. Ôi chứ, à, đừng có nói gì giác ngộ gì, hỏi tới chi giải thoát là mới là bắt đầu họ sừng sổ mình rồi. Thì anh hỏi thì tôi mới trả lời đó. Thì nó đúng muốn giải thoát thì cái chùa nào không thấy để bản thì vô nhào vô hỏi. Còn mà nếu mà hỏi khéo chứ hỏi có giải thoát không, đệ tử dí chạy không hỏi. Rồi hỏi tiếp đi. Con xin hỏi tiếp cái câu hỏi thứ ba là như đạo Phật của mình á thì có cho cúng hoặc tụng không ạ? Đức Phật cho cúng cho hay không? Nếu cúng ở chùa thì giờ 5 giờ chiều cúng cô hồn về chùa đó. Nhưng mà chùa Thiền Tông thì nó có cái bài cúng để mà cô hồn ăn rồi khuyên cô hồn đừng có quậy phá trở lại làm con người để tu giải thoát. Chùa Thiền Tông đặc biệt có cái bài cúng này. Còn chùa Vật Lý thì không có. Chùa Vật Lý thì cũng quán thực cũng ít ra nhiều, rồi cô hồn ăn thì cũng năn nỉ cô hồn thôi đừng quậy phá để cho chùa tôi làm ăn đó. Cái chùa Vật Lý nó vậy. Còn chùa Thiền Tông cúng là để ấy. Thứ hai tại chùa là cũng vậy, nhưng mà tuyệt đối nha, tượng Phật không có cúng. Tại vì Đức Phật ở Phật giới vô đâu đây, mình sở dĩ thờ cái tượng Phật là để nhớ ơn Đức Phật đưa một cái pháp giải thoát cho mình biết. Còn tất cả chùa Vật Lý thì đưa cái pháp ngồi thiền, thì ông ngồi cũng ngồi thiền đó, ngồi ở ốc cổ bồ đề đó nha. Nhưng mà ngồi thiền để được cái gì thì trong Thiền Tông ta có nói rồi, thì tìm trong 10 quyển ký nó, trong 10 quyển sách mà coi. Còn cúng mà chúng chánh thức á thì cúng ở đình á thì cúng, mà đặc biệt là tháng 11 phải mở cuộc kỳ yên, mấy ông hội trưởng hội đình á cúng kỳ yên để chi? Để cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, chiến sĩ trận vong nhớ ơn những chiến sĩ này hy sinh vì tổ quốc. Đó là cúng đình. Còn cúng miễu như bà Châu Đốc á thì xuống đó cúng, bà là cô hồn đó, muốn xuống đó cúng nha. Nhưng mà tuyệt đối cúng miễu đừng có cầu xin cái gì hết. Là sao? Đã cô hồn rồi mình còn mình đẳng cấp mình cao hơn, không lẽ đi xin cô hồn? Đình là thờ thần, miễu là thờ cô hồn. Cái gì là phải ra cái đấy, Đức Phật có dạy đàng hoàng chứ không phải nói là
muốn cúng đầu cúng, cúng thì phải có cho chứ không phải không cho, nhưng mà phải cho đúng là nơi. Tự nhiên cái cùng tôi thấy ở ngoài Bắc đó, đa số hô thần nhập tượng rồi đưa ông thần, đưa ông Phật thành ông thần, rồi để rồi cúng cho linh thiêng. Mình thấy cái này là chuẩn quá lại đó. Nó thật về sau là khi mà quyền ký công bố ra, những cái này là phải chuẩn quá hết lại. Ủa còn nghe không nghe là cái chuyện đó, nhà nước cho tôi cũng quá đó. Nhà nước cho tôi chuẩn quá là nói đúng là sự thật, chứ không có từ chối bất cứ gì hết. Thì mấy ông hỏi chứ cô dám nói nữa, tôi nói mấy ông cho thì tôi nói, chứ không cho tôi cũng nói. Cho nói là ông phải đứng trước, ông mặc áo giáp đứng trước, tôi đứng sau, nó bắn trúng ông trước chứ không phải tôi. Rồi anh hỏi tiếp đi. Dạ, còn cái ý cuối cùng á, thì hiện nay thì con thấy một số chùa á, người ta thả cá phóng sanh là thả tới mấy tấn cá. Thả đầu thì những cái người ta sinh sống bằng cái nghề đó thì người ta chẳng mà đầu kia người ta bắt, hoặc là thả chim cũng vậy. Thì con xin hỏi chùa của mình á, cái đối với cái chuyện mà thả cá phóng sanh, cái quan điểm của chùa mình nó như thế nào ạ? Cái này không có quan niệm gì hết á, mà cái này là thực tế ông Phật dạy rõ ràng. Nếu anh bắt con cá mà anh thả nó sống cuộc đời nó từ thọ đó, anh có phước đức đó. Còn anh mới vừa thả chạy ra đằng kia nó bắt rồi, anh bị ác đức đó. Ác đức là tại sao ác đức? Là vì cái tổ chức cúng, thì cái chùa đó có tổ chức cúng là cái người xung quanh nó chạy đi kiếm con cá bắt. Bắt rồi cái người kia nó thấy ở cái chùa này thả hoài chặn đầu bắt. Hai anh tự động anh mang hai cái tội đồng lõa với người bắt và người hai người người bắt thả, người bắt bán, rồi người cái bắt ăn nữa. Đó, nó khổ là vậy. Thế nên mình phải hiểu cái này. Đức Phật có nói là cho rõ ràng, chứ không phải là ông dạy rất rõ ràng. Mà thôi bây giờ cái số mạng, cái mà cái nghiệp mạng của con người ở đây vạn vật nó cũng vậy, nó theo cái quy luật của nó, đừng có can thiệp vào. Mình đừng có can thiệp ai hết rồi, nói xin lỗi á. Cái người đó có nạn thì mình thấy mình đến là giúp một cái tự nhiên thì tốt. Chứ đừng có nói là giúp tôi cho rồi bà phải mang ơn tôi này. Ôi đừng có làm cái chuyện đó. Đức Phật nói rất rõ ràng. Mình cái giúp tự nhiên là mình có phước đức. Còn mình giúp mình kể công hay là khác à. Không, cái này không nên. Còn cái gì thả cá nên nhớ là xét lại. Bởi cái này có nhiều cái chùa người ta làm ăn mà cái này. Chùa không lo tu giác ngộ giải thoát mà lo là cái chuyện phóng sanh. Phóng sanh mà tưởng đâu gì đem lợi đâu này. Tôi thấy là tôi có cái chùa gì ở cầu Bình Lợi á, cứ rằm 14 ngàn tàu nó ghe nó che đó, nó chỉ chút xíu nó thả này nó chạy làm sao khỏi cái này, cá nào chạy khỏi. Nó tạo cho cái nghiệp của người ta nữa, cái nghiệp hiện tại, cái nghiệp cái người đi bắt nữa, mới 13, 14 rồi lại quá trời đông. Nó phải đi tìm mưu tìm kế để nó bắt. Mà cái này là ai? Do ông thầy tổ chức. Chứ ông thầy không có phóng sanh thì không. Rồi ai phóng sanh? Nó cái tự mình tu mà không chịu lo giác ngộ giải thoát mà lo làm cái chuyện gì đâu không? Làm cho cái nhân quả nó còn rối lên nữa. Đã nhân quả nó đã rối rồi mà lên còn rối thêm nữa. Rồi trả lời anh vấn đề phóng sanh thì anh có đồng ý không? Không đồng ý thì cứ hỏi. Dạ con xin cảm ơn nhà chủ ạ. Thì những câu hỏi của con đến đây là hết. Mời anh kế bên luôn ạ. Dạ con chào viện chủ và các vị ở đây. Hôm nay con có 4 câu hỏi muốn hỏi viện chủ như sau. Câu số 1: Tam giới và trái đất có trục trung tâm vận hành luân hồi riêng. Vậy thân tứ đại của con người có trung tâm vận hành luân hồi của con người không? Nếu có thì trung tâm vận hành luân hồi của con người nó nằm ở đâu? Dạ con xin hết. Tam giới thì nó có cái trung tâm vận hành luân hồi của tam giới. Để rút cái tánh Phật từ ở Phật giới vào, rồi đi vào trái đất thì nó cũng có trung tâm. Còn con người thì không có trung tâm vận hành luân hồi, mà con người chỉ có trung tâm điều khiển tạo nhân quả thôi. Là nó nằm ở đâu? Nằm ở trung tâm cái đầu mình á. Để nó điều khiển cho tay chân bộ não mình làm gì á, để tạo ra phước đức, ác đức hoặc công đức. Đó là nó nằm do cái trung tâm. Mà cái đó là ai điều khiển?
do tánh Phật mượn cái 16 thứ của tánh người điều khiển. Nó chỉ gọi là trong trung tâm điều hành con người tạo ra nghiệp hoặc tạo ra công đức, chứ không có trung tâm vận hành luân hồi trong người. Rồi anh hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn. Dạ con câu hỏi thứ hai là thầy Thích Giác Nhàn có giảng những oan gia trái chủ của quý vị ở dưới địa ngục, họ nghe được câu niệm Phật của quý vị thì họ thoát khỏi địa ngục, thì quý vị có công đức. Nói tóm lại, ai muốn tạo ra công đức thì lễ Phật, niệm Phật, tụng kinh, công đức lớn nhất là nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu niết vì niết bàn ở bên Tây Phương Cực Lạc là niết bàn vĩnh viễn. Thầy giảng như vậy là đúng hay sai? Dạ con xin hết. Bây giờ nói ra thầy Thích Giác Nhàn á, đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát mà thầy không có hiểu, thành ra bài đặt chuyện nói này đó kia. Chứ còn làm sao mà nói là tu cái kia mà nó giải thoát được. Mình nên nhớ rằng tại vì không có hiểu rồi mới ngồi không buồn quá, tưởng ra đủ chuyện ra để giải thôi. Chứ làm sao mà nãy ông nói cái gì mà niệm Phật cái gì đó. Đọc cái đoạn này nghe. Lễ Phật, niệm Phật, tụng kinh, công đức lớn nhất là nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Rồi. Bởi vì không có hiểu công đức là cái gì. Giống như ông Giác Nhàn, giống như ông Lương Võ Đế, các chùa cho to công đức nhiều. Thấy không? Ông không hiểu rồi ông nói tụng kinh, niệm Phật là công đức. Nói tầm bậy tầm bạ. Công đức là cái chuyện mình giúp người ta đi về Phật giới mới là có công đức. Còn giúp ở, bởi vì tôi nói là cắt chùa ra biết giác ngộ giải thoát thì giảng không biết thôi. Cứ mở chùa ra người ta cúng nhiều vậy ta, rồi ngồi đó lộn tiền, đừng có nói gì hết, không có gì hết. Đây là nhiệm vụ Đức Phật giao, ông cắt cái chùa để mà duy trì cái đạo Phật ở trên thế đất này. Chính ông không nói ông mới có phước đức. Còn ông nói, ông nói tầm bậy là ông bị ác đức. Ông Giác Nhàn cũng nằm trong cái dạng này. Biết thì nói, không biết thì thôi. Cắt cái chùa đó, Phật cho cắt mà. Cắt đi rồi muốn đừng có nói vậy đó. Để cái thùng công đức, phước xương, phước điền kể. Để gì để? Nha, ta bỏ tiền vô, có tiền, ông sai được rồi. Nhưng mà nên nhớ cái điều là trái đất này là nhân quả. Ông lấy tiền đó thì ông bị nhân quả đó. À, ông nó ít nói, nhân quả ít hơn. Còn nếu mà ông lấy nó à, tôi là chuyên di môn dạy giải thoát, tôi là thiền sư, tôi gì ở hòa thượng mà không biết một góc là chết luôn á, cái đó là nhân quả rất nặng. Đức Phật cho các chùa chứ không phải không, nhưng mà đừng có nói gì đó. Muốn gieo mê tín gì đâu gì cũng được, để gì nghĩa làm sao dụ người ta đến, người ta cúng tiền nhiều là được, đừng có nói. Còn cái đó mà nhân quả rất nhẹ. Còn mà nói không biết rồi, không biết rồi nói đi, để rồi nói là dụ để mà thứ nhất là xin ma hòa thượng thiền sư hoặc đắc đạo là chết. Trong thế giới này không có đắc cái gì trời, đắc cái gì nó cũng quay theo quy luật luân hồi hết đó. Mình phải hiểu cái này. Thành ra tôi nói thật đó là bây giờ này tại sao mà chùa Thiền Tông tới giờ hôm nay không dám nói cái đó. Bây giờ nhà nước cho phép mà. Tôi nói còn nếu ông nào không chịu lại đây tranh luận, sẵn sàng đâu có sao. Chứ đâu tôi nói tôi không chạy. Bây giờ cắt cái chùa ra thì có giác ngộ giải thoát mà còn không biết. Bài đặt nói gì đủ chuyện hết. Rồi cầu rồi khúc đó là cầu siêu, cầu an, rồi cầu lên trời, cầu xuống đất. Làm chi cái chuyện đó vậy? Mình chưa lo cho mình xong rồi xuống cầu xuống địa ngục á, rước ta, ông Phật còn làm không được. Mà mình ở đây là phàm phu về đặt tụng để xuống địa ngục rước ở dưới. Nó làm chuyện vô lý, chuyện thực tế không chưa làm, mà làm cái chuyện gì? Mục đích của người đó là gì? Là kiếm tiền chứ có cái gì đâu. Bài đặt ra để kiếm tiền chứ có gì khác hơn cái nào đâu. Rồi con có vừa ý không? Vừa ý con hỏi tiếp. Dạ con đã rõ về cái sự khác biệt giữa phước đức và công đức. Công đức thì chỉ giúp cho người đó giác ngộ và giải thoát mới tạo được công đức. Còn lại là những gì làm trong vật lý đều là phước đức. Không phải. Công đức là giúp người ta giác ngộ giải thoát, còn phước đức là ta gấp ta ăn vui, đồ vật giảng sanh. Giảng sanh là ăn vui rồi, là phước đức. Còn giúp ta đau khổ là ác đức. Mình phải ba cái vế này phải hiểu cho rành.
Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi thứ ba, thầy Thích Thiện Thuận có giảng: nhân nấu cơm sẽ đưa đến quả nấu cơm, niệm Phật sẽ đưa tới quả thành Phật. Chỉ có niệm Phật mới có cơ hội thoát ra ngoài sinh tử luân hồi. Thầy giảng như vậy có đúng không? Ông này cũng tưởng tượng như ông nhắc nhà. Niệm Phật mà thành Phật cái gì? Nấu cơm thành cơm thì đúng, nhưng mà chừng nào mà anh tạo công đức, nói đúng không? Tạo công đức về muốn về Phật giới thì đúng. Còn niệm Phật mà để thành Phật, niệm là nhớ. Nhớ ông Phật nào? Nhớ ông Di Đà về nước ổng ở. Nhớ ông Thích Ca về nước ổng ở. Mà về nước ông Thích Ca khó hơn, phải có được có lộ phí đi về, biết con đường đi về. Ông kia là giảng sanh, ông này là về Phật giới. Nó khác hai con đường, giống như anh nãy hỏi đó. Con đường giảng sanh là về nước A Di Đà, con đường về Phật giới nó đi theo cái trục của nó, gọi là đi về trung tâm vận hành luân hồi cực dương để trở về Phật giới mới được. Mà nó đi bằng trung ấm thân chứ không phải nó đi thường. Thì cái phần này nó chưa có ai hỏi thì chưa trả lời. Thì con có vừa ý không? Không vừa ý hỏi tiếp. Dạ con hỏi câu số cuối cùng là câu số 4, là bà Thanh Hải Vô Thượng Sư có giảng: đi theo sư phụ một ngày phải ngồi thiền 2 lần, mỗi lần 2 tiếng rưỡi đồng hồ, phải ăn chay trường, một chút trứng cũng không được ăn, một chút rượu cũng không được uống, phu thuê phải đàng hoàng, hiếu đạo phải lo cho tròn, tam căn ngũ thường đều phải giữ, nợ nần phải trả hết, thì đời này mới giải thoát được. Bà giảng như vậy có đúng không, thưa viện chủ? Hoàn toàn sai. Nhưng mà tôi có nói cho bà Thanh Hải thế này, tôi đã từng gặp bà mấy lần chứ không phải không. Bà Thanh Hải gốc người ở miền Trung á, lấy chồng người Đức. Khi về Đức rồi, chồng bà hồi xưa làm đại sứ ở bên Đài Loan á. Khi bà về bển, hai vợ chồng thôi nhau, rồi bà mới về Đài Loan. Bà ở, bà ảo bà lên cái chân núi Himalap Sơn á, thì bà tu theo cái kiểu mà mật chú, thì bà chứng được tha tâm thông. Bà Thanh Hải nói đúng về bà Thanh Hải thì cái cốt truyện hơi dài. Mà trước khi muốn hiểu được cái tu của bà Thanh Hải á, mà tại sao bà nói rất nhiều người nghe, là vì bà có cái thuật nói. Thầy nói nếu người nào nghe thầy nói là tức khắc khai ngộ. Cái câu này là câu khách rất ngon lành, tức khắc khai ngộ. Thì bà ở núi, qua núi Himalap Sơn bà tu, bà chứng được cái này, bà về Đài Loan bà có giải cái này. Giang thì giang 2 năm, bà thâu rất nhiều, sau đó bà qua Mỹ. Mà tôi cũng nói về cái ngọn núi Himalap Sơn này nè. Cái đỉnh núi Himalap Sơn đó là do thần chủ thế giới ngự để thành lập đạo thế giới đó. Đạo Phật mình nó cũng nằm ở trong cái này nè. Nhưng mà sở dĩ ông Thích Ca ông giữ được mấy chục năm đầu thôi. Về sau ông Thích Ca ổng nhập Niết Bàn rồi thì thần chủ thế giới quản lý cái đạo Phật luôn, nó cho biết. Thành ra bây giờ nó mới có cái chuyện mà trong chùa đi cúng, vô thần mới chịu cúng. Thành ra bà Thanh Hải á, bà đắc cái đạo, bây giờ Đài Loan bà cũng kiếm được mối tiền qua Mỹ ở qua mà cái trụ sở chính á, ở thành phố San Jose, là bà có cái quán cơm mình đó. Tôi có qua ăn mấy lần, nhà con tôi cũng ở gần đó. Tôi thuật lại cái câu chuyện mà tôi gặp bà. Tôi biết hồi năm 2001 tôi đi du lịch, tôi qua bển á, thì tôi bởi vì nhà con tôi với bà gần, tôi đảo và đợi khi nào có bà nhà tôi mới vô. Thì cái bữa đó tôi vô tôi gặp, tôi nói cái tôi chào bà liền. Tôi nói thưa cô, tôi ở Việt Nam qua, nhà con tôi gần đây, thấy cô đây tôi vô tôi hỏi thăm. Trên mạng cô giảng pháp rất hay, giờ cô cho tôi ăn cơm mà tôi như mời cô lại cho tôi hỏi mấy câu thôi. Bả lại vẫn ngồi liền. Tôi hỏi chứ cái thuật cô nói là ai mà nghe lời cô làm những đúng lời cô là tức khắc khai ngộ. Bả nói hỏi có đúng không? Bả nói đúng, cái này là chắc chắn phải khai ngộ. Tôi hỏi bả chứ bây giờ thưa cô, khai ngộ rồi có giải thoát được không? Bả nhìn tôi đó, khai ngộ là quý rồi, giải thoát không ai giải thoát được. Tôi nói vậy là nếu mà không giải thoát cái khai ngộ rồi đi đâu?
Bà nghe tới khi đứng đầu cái bắt đầu bà sững lại liền, bà không trả lời liền. Bà nhăn nhăn mặt hơi rồi cái bà nói: thôi ông ngồi đi ăn cơm, mày tôi đi ra làm sao, tôi vô tôi nói là bảy cái này nó dài dòng lắm. Bà trốn luôn. À, tôi nói thật. Còn cái chuyện mà bà nói là tức khắc khai ngộ này, cái chuyện bà đặt chuyện ra thôi, phu thê rồi cái gì ngồi thiền hai lần hai giờ, ôi cái chuyện đó là cái chuyện hầu mới bà lường gạt rất hay. Nhưng mà khi mà bây giờ người ta ở bên đó, người ta cũng bỏ nhiều lắm rồi nha. Bây giờ tôi nói thật, cái thiền tông này mà nó phổ biến ra rồi, nó phá rất nhiều. Những người mà tôi nói thật, những người mà tu mà mê tín bây giờ họ bỏ nhiều lắm. Mà đây là quá thực tế mà. Thành ra những cái lời của cô Thanh Hải nói nó thư thật thì thôi, mình ai giảng mình cũng nghe. Nhưng mà hồi xưa nha, không biết cái thiền tông này chắc chắn là người thầy phải nghe, không cách nào chạy khỏi được. Mà khi đã biết thiền tông phân tích rồi thì những cái người nào mà nói lơ mơ là biết hết. Anh ở mức độ nào tôi biết hết. Thành ra tại sao tôi nói thiền tông, muốn hỏi thiền tông phải đọc sách 10 cuốn sách tôi mới nói. Chứ còn không biết rồi cứ đem cái chuyện ông nó gạ bà nó dịch vô cãi lộn sao thì nó đâu ra đâu. Đó, thì nó nói thật bà Thanh Hải cũng đâu có dạng này. Nhưng mà bây giờ bệnh ít rồi. Con tôi nhà hỏi chứ bây giờ con còn đi theo qua bà Thanh Hải được không? Này, thấy trống bóc không có ai tới. Bây giờ bà bán cơm bà sống đó, nói cho con biết. Dạ con cảm ơn. Xin mời chú ở cuối cùng. Con kính chào Bác Nhân, Viện Chủ. Con kính chào các cô, chú, anh chị em và tròn chánh điện. Con tên là Phi, đến đây từ núi Cấm. Sáng nay có ba sư ở Châu Đốc lên, nhưng mà vì thời gian có hạn cho nên ba sư không có hỏi được, gửi lại con câu hỏi. Vì đường về xa cho nên sư về lúc canh trưa. Và đây là câu hỏi sư để lại. Dạ, câu hỏi như thế này: pháp, gốc pháp, không pháp. Bây giờ tôi nói là pháp là tiếng nói của Phật đó. Rồi là đọc từ chữ gốc pháp là gốc pháp. Từ trong cái pháp đi ra. Dạ, rồi không pháp. Bây giờ tiếng pháp đó, bây giờ tôi nói là trong cái bài mà Đức Phật dạy trong Phật tánh đó. Có nghĩa là cái tiếng pháp nó nói ra rồi nó sẽ tan mất, trở về cái ngôi vị của nó. Thì trong 80 bài kệ của Đức Phật dạy về pháp tánh, có đọc trong cái bài đó không? Dạ con. Cái đó là trong là pháp tánh đó. Dạ. Câu kế tiếp là pháp, không pháp, cũng pháp. Pháp thì là tiếng nói. Dạ. Nhưng mà không thiệt là sao? Không pháp là không thiệt. Dạ. Tại vì mình nói đi nó mất đi. Dạ. Rồi gì nữa? Pháp không pháp cũng pháp. Cũng pháp hả? Dạ. Hà tầng pháp. Tất nhiên là cái tiếng pháp này nó là cái tiếng pháp, nhưng mà nó không phải là tiếng pháp. Hà tầng pháp là không phải tiếng pháp. Lời Phật nói đoạn Phật phủ nhận là cái gì? Ông nói là trong vật lý này á, cái tiếng bất cứ cái gì có hình tướng, có tiếng nói tiếng đọc, đó là giả dối hết. Đó là cái câu nói của Kinh Kim Cang đã nói câu này. Rồi đọc tiếp đi. Dạ con cảm ơn. Đây là phần thứ hai mà những người bạn tu của con trước đây ở núi Cám gửi cho con hỏi bác. Kính thưa Bác Nhân, được giải thích thiền tông hôm trước, có hai anh em con từ ở núi Cấm lên. Khi về nhà thì người anh đọc sách, nghiên cứu sách thiền tông thì bị đau đầu, đau vai, đau cổ, có cảm giác như có ai đánh sau lưng mình. Đó là hiện tượng thứ nhất. Hiện tượng thứ hai là đứa em sau khi về nhà thì bị bạo bệnh, đến bác sĩ không tìm ra nguyên nhân bệnh. Hai anh em này trước đây là có trì chú. Câu hỏi là xin phép Bác Nhân trả lời là cái hiện tượng đó có liên quan gì đến chuyện giữa cái trì chú trước đây và khi lên học thiền tông hay không? Cảm ơn bác. Bây giờ mình nói cho rõ thế này nè. Tu mật chú phải không? Yeah.
mà nó có những cái hiện tượng gì? Dạ, hiện tượng của đau. Người anh là đau. Nên bây giờ phải hiểu cái tu mật chú này như thế này này. Tu thần tu mật chú á, thì trong kinh bất cứ bao nhiêu câu thần chú, mỗi một câu thần chú đều có một vị thần ngự ở trong cái đó, đó, ngự trong câu thần chú. Khi mình đọc thì thần thức dậy liền, sai khiến ổng á. Đó mình phải hiểu cái nguyên tắc tu mật chú là nó vậy. Mình đọc thì cái ông thần phụ trách câu chú là ổng thức dậy, ổng múa mai thần mình ổng làm cái gì á, thần chú biểu gì ổng làm đấy. Nên phải hiểu cái này này. Còn bây giờ mà đọc rồi mà đọc câu thần chú, đặc biệt để ý nè, đọc chú thần chú mà đi vô thiền tông mà coi sách thiền tông của trường đó đánh đó, thần đánh đó. Nó thật coi chừng cái chỗ này, có người đánh điếc đầu luôn á. Bởi vì sao? Thần chú là bây giờ ông làm chủ tôi, ông sai tôi giống như con lân vậy, trống đánh thì để tôi múa mà giờ ông chịu đánh, ông bắt tôi ngủ hoài không được, là nó đánh. Thì nó đánh thì đương nhiên là phải đau này đau kia, cái chuyện đó chuyện nhỏ thôi, thành vấn đề. Bây giờ tu đó là có cái gì trở ngại, nói cái đó từ sẽ giải thích cho nghe cái gì này. Dạ. Khi người em á, mà khi nghe thầy giải thích thì ngồi ở dưới này tỏ vẻ khinh bỉ chi bai, khi về đến nhà thì bị đau, đi bệnh viện bác sĩ không tìm ra nguyên nhân. Dạ. Có chê bai gì cái này không? Có chê bai về pháp môn thiền tông này không? Dạ cái đó là có. Có thì đó ông thần đánh rồi. Ông thần Chiêm Cang là chuyên môn giữ cái chùa này nè. Còn mà nếu mà người nào nghe không nghe thì thôi, đi ra đừng có ngồi đây cãi lộn. Ngồi đây cãi lộn là ông thần Chiêm Cang đánh liền á. Là gì? Cái này là ông có cái tư cách là bảo vệ cái pháp môn thiền tông này thôi, ông bảo vệ pháp môn thiền tông thôi. Còn mà cái giờ mà cúng tụng cầu sinh ông muốn ông ấy, còn cúng tụng cầu sinh là của mấy ông thần kia à. Ông thần kia ông lỡ ăn ông vui lắm. Còn mà thần Kim Cang không ăn à, nhưng mà nhớ là bảo vệ chánh pháp thiền tông. Bất cứ ai chê thì tiếng chê vừa phát ra thì vị thần Kim Cang đánh bạc liền, đánh mà trúng mình thì bị thương, không nó tránh trật thôi. Còn nếu mà đánh mà trúng cái tim, cái phổi, cái bụng thì coi chừng. Về đọc cái quyển số 10 lại, coi nó dính cái gì ở trong này nè. Về đọc cái quyển số 10 có nói rất rõ ở phần này. Đó rồi hỏi đi, hỏi trong cái phần này. Tôi nói là mật chú tông là cái con dao hai lưỡi, đưa mình trở lành. Ông thầy rất có thần thông, mà thần thông bay cao thì ông thầy có thể rớt xuống chết luôn. Mật chú tông là cái chỗ này nè, coi chừng. Dạ, con thay mặt anh em ở Nước Cấm cảm ơn bác. Dạ, con đã xong. Xin mời chị ạ. Con chào viện chủ chùa và xin chào quý vị có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Con là Võ Thị Tiết Vi ở thành phố Biên Hòa. Hôm nay con có vài câu hỏi muốn mong trưởng ban giúp con giải thông được. Câu hỏi là cái thời xưa Đức Phật dạy pháp tu thiền tông này thì có rất nhiều người giác ngộ, mà nhưng tại sao thời hôm nay pháp môn thiền tông này ra lại không có ai giác ngộ ạ? Ai dạy giác ngộ nhiều? Đức Phật hả? Ai dạy giác ngộ nhiều, ai dạy giác ngộ ít? Con phải nói cho rõ. Dạ không, ý con hỏi là cái thời xưa á, rất là cái thời mà vẫn còn Đức Phật ngự thế á, thì có nhiều người cũng giác ngộ lắm, nhưng mà sau thời nay thì ít có người giác ngộ á. Thì Đức Phật là đấng tối cao giác ngộ, ta có được siêu tại thần lực thanh tịnh thiền, cái lời nói ra thì nó có cái lực thì người ta dễ giác ngộ. Còn đời này có ai đâu, mấy ông phàm phu ngồi đây không, phàm phu tục tử ngồi đây không, làm sao giúp? Mà chỉ đọc cái quyền ký lại cho nghe thôi rồi tự mình tu chứ tôi gì nó sợ chết cũng nổ sình ra chứ không có thôn tho gì đâu. Thì làm sao ấy, tôi có cái nhiệm vụ phổ biến ra thôi nha, chứ đâu có cái lực mà nói ra để cho quý vị giác ngộ, không có cái chuyện đó.
Mà xưa Đức Phật là cái ông khai sáng ra cái này, là người ta tu được vô lượng công đức, mà một vị Phật chánh thống luôn. Một đời chỉ có một vị Phật thôi. Còn mình ở đây là gọi là đệ tử Phật thôi, đi theo nghe lời ổng thì cũng kiếm chút công đức trở về Phật giới thôi, chứ còn mình đâu phải là Phật. Về bển trở thành Phật con, Phật cháu vậy thì ở bển đó. Mình đâu cần phải đi về bển để hưởng một cái an bình trong cái điện từ quang. Còn ở đây hưởng trong cái quy luật vật lý, điện từ dương nó kéo. Thì bây giờ mình biết mà chạy về bển thôi, biết công đức chạy về bển thôi. Còn cái chuyện mà giác ngộ không giác ngộ thôi, con đừng có hỏi. Bây giờ hồi xưa đừng so sánh với ông Phật. Ông Phật là ta toàn năng toàn giác, mà bây giờ còn mình đâu có gì đâu giác. Thì thôi bây giờ phổ biến quyền ký ra. Mà bây giờ đó, truyền tông bây giờ nó có giúp mình được cái này nè, không có mê lầm. Hồi xưa không biết cái tháng nào, năm nào xuống núi Sam lại sói đầu hết, mà lại ai lại cô hồn. Bây giờ biết thì không đi, mà có đi thì đi chơi chứ đừng vô lại, đừng có xin gì đó. Hồi đó không biết ai xuống bỏ tiền ra mượn với tiền đem về, năm tới xuống trả. Lên núi Bà Đen lại gần chết luôn. Chùa nào cũng vậy, vô lại sói đầu. Bây giờ chùa này không cho lại. Thế là bây giờ Phật muốn biết giải thoát cái lo đi con, lo tạo công đức con về Phật giới đi. Nó con hỏi vậy thì con hỏi chứ bây giờ hồi Đức Phật mà bây giờ con so sánh với cái thời này sao được. Không có bằng Đức Phật đâu. Đời này nói không ai giải thoát. Mà bây giờ có nói rồi có nhiều người ta chửi lại luôn á, chứ đừng có, không có giải thoát nữa đâu. Thành ra thôi, có thỏa mãn không? Hỏi mãn thì hỏi, mới hỏi tiếp câu khác. Dạ. Dạ, cho con hỏi là hiện nay có nhiều người hay xưng mình làm thiền sư á. Vậy giờ như vậy thì mình làm sao mình để phân biệt được thiền sư thật với giả à? Thiền sư thật, thiền sư giả dễ ở. Thiền sư giả đó thì mới bài biện cầu kỳ. Cái thứ thiệt người ta không có nói cái này. Khi nào thứ thiệt không biết ông đó thiền sư luôn ha. Thứ thiệt không biết ông thiền sư, mà người ta nói tôi chuyên môn nói về giải thoát thôi, tôi giúp mình giải thoát, đó là thiền sư thiệt. Còn thiền sư giả con mới nhìn thế này nè. Đi á, thì phải đi cho nghiêm, phải có cái dù che, có cái lọng che. Thì giả đi trước đi sau giống như đồ thì tùng đi vậy đó. Cái đó là thiền sư giả đó. Hỏi chứ nếu mà còn con biết thiệt giả con đó, thưa thầy thiền sư dạy con giải thoát. Ông đứng lại ông dạy con là đúng. Rồi ông cười ông đi luôn. Là giả đó ha. Hoặc là vô cái chùa của ông. Ông nào thiệt là cái vậy á. Nhưng mà nên nhớ là có một điều, cái thiền sư thiệt á, cúng người ta không lấy tiền đâu. Mà ép người ta lấy tiền, người ta hỏi điều kiện, hỏi cúng để làm cái gì. Cúng cho thầy ăn, thầy không qua, thầy không lấy đâu. Cúng để làm cái gì mà con tạo công đức người ta giúp. Còn thứ giả hả, cái gì cũng là họ lọm hết. Đó. Cái này nó dễ dàng đó, dễ dàng phân biệt. Mà nói cho con biết nha, hiện giờ tại nước Việt Nam này không có ông thiền sư nào thiệt hết. Nói cho con biết, tìm đi, nếu ông nào thiền sư thiệt đó là cho tôi hỏi một câu thôi. Nếu thiền sư thiệt là phải biết, còn thiền sư giả là kể như không biết, phải vậy thôi. Mà nói cho con biết là thiền sư thiệt Việt Nam không có, mà chỉ là nghe danh thiền sư thôi. Người ta cúng nhiều quá thì cái bắt đầu cũng mang danh thiền sư vô để đi kiếm tiền. Trời ơi, chỉ nói là thiền sư A một cái là lại chết luôn, rồi tiền đổ vô. Ai không thích, tại vì ở đây không có nhiều người, người ta cạo đầu cũng xưng thiền sư đi, thiếu gì người ta cúng tiền. Rồi con thỏa mãn không? Không ai hỏi tiếp. Dạ. Cho hỏi thêm mà, ở chùa Thiền Tông thì là dạy tu giác ngộ và giải thoát. Nhưng mà nếu như người ta tu theo bát chánh đạo như vậy thì có giải thoát được không ạ? Bát chánh đạo là tám con Phật giới, thấy không? Dạ. Nếu đi đúng là giải thoát. Còn nếu mà nó biết tám con đường mà không biết con đường nào, bữa nay chạy đầu này, mai chạy đầu kia, lục tổ nói gì? Chạy riết là thành u não. Lục tổ quên ăn, chạy riết là áo não luôn. Bát chánh đạo là tám con đường về Phật giới. Mình muốn đi con đường nào đi một con thôi. Đi bằng con đường nào? Ông Xá Lợi Phất đi bằng con đường nhãn căn duyên thông đó.
Còn ông Ananda đó đi bằng con đường Nhĩ Căn Viên Thông đó. Đó hai ông đó đi. Rồi trong 36 vị tổ thì con tiệm đi, ông này đi con đường này, đi đường kia, đi nhiều đường lắm chứ không phải không? Cái ông gì mà nghe cái búa, cái gì, cái rựa mà văng vô gốc tre, ông cũng ngộ đạo á. Cái chén bể ông ngộ đạo á, thấy không? Rồi nghe ông kia chửi ông cũng ngộ đạo á. Thì mỗi người đi một con đường, tám con đường đi giờ, nhưng mà mình có biết đường đi không, hay là nghe nó bắt chánh đạo cũng nhào vô. Rồi mới tới đầu đường nó đứng lại, người ta kéo quay trở lại. Rồi con hỏi đi, bác trả lời tiếp. Dạ. Hồi sáng con có nghe bác nói tức là năm chữ là ngộ nhập Phật chi kiến. Nếu mà nói ngộ là ngộ cái gì, nhập như thế nào, Phật là ai, chi là sao, gọi là chi kiến tức là như thế nào ạ? Ngộ nhập Phật thì ngộ là hiểu biết. Nhập là vào. Tri là hiểu biết. Kiến là thấy. Mình có nghĩa là mình thấy được cái tánh thấy thanh tịnh của mình đó, thì mới gọi là ngộ nhập Phật tri kiến. Bởi vậy thành ra các thiền sư cứ nói thế, anh phải kiến tánh đi rồi mới hiểu được này. Bây giờ mình phải thấy được bằng cái tánh Phật của mình. Đó là gọi là kiến tánh đó. Tánh này tánh Phật của mình. Mà cái gì phá, cái này phải phá được cái vô minh này nè. Phải hiểu xuyên qua cái vô minh rồi mới nhìn thấy được tánh Phật. Con nên nhớ rằng khi mà Đức Phật còn tại thế, ông Xá Lợi Phật chỉ thấy có mấy giây về Phật giới thôi nha. Thấy bằng tánh Phật đó, không phải đơn giản đâu. Còn bây giờ ai ngộ nhập Phật tri kiến được đây? Có quyền ký hầu đó thì mình không biết tánh Phật là cái gì, không biết tánh người là sao, trái đất này nó là sao. Bây giờ quyền ký nói ra hết thì đó là mình không cần ngộ nhập Phật tri kiến, nhưng mà mình vẫn biết hết, cũng nhập được những cái quy luật luân hồi của trái đất này, và biết được con đường trở về Phật giới. Đó là quan trọng nhất, là mình có muốn về là không, có công đức hay là không. Hai cái phần này phải cho quyết định. Còn bây giờ con đường về Phật giới thì mai mốt 40 phần tuyệt mật sẽ nói con đường này đi, ta chỉ cho lối đi, nhưng mà mình muốn đi là không. Có nhiều người nó cũng giỏi lắm, nghe thiền tông hay lắm, nhào vô ba bữa chạy trốn mất. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, ngộ là hiểu biết, nhưng mà hiểu biết như thế nào mới là đúng nghĩa của từ hiểu biết ạ? Bây giờ hiểu biết là con sanh ra bằng cái gì, bởi cái gì, nguyên do gì con sanh ra? Con có hiểu cái này chưa? Thì vậy con còn vô minh rồi. Nghĩa là trước này học thiền tông đã đời về vô minh chưa mở ra. Đã là ta nói là thật tánh từ trong Phật giới đi vô đây, đi vô làm con dòng tộc để tạo công đức, nhào vô mượn thân con người đi tạo công đức, không tạo ác đức, tạo phước đức không, thì con chưa có ngộ. Nếu con ngộ, con hiểu được cái này, chưa ngộ gọi là còn vô minh. Được chừng nào con hiểu được nguyên tắc hết, từ luân hồi cho đến giải thoát, con mới là ngộ. Rồi nhập là con phải sống được với nó, sống được cái ngộ của mình. Nhập á, phải vô được cái này. Sống được rồi mình mới hiểu. Tri kiến là mình phải thấy rõ ràng cái mình thấy. Đó là ngộ nhập Phật tri kiến là cái đó đó. Mà mình bây giờ chỉ nói và không chịu ngộ, và chỉ nói bằng ngôn từ, giống chẳng khác như đem kinh ra tụng mà không biết kinh nói cái gì. Con hiểu không? Thì ráng đi. Cái này đâu phải chuyện muốn ngộ nhập Phật tri kiến thì dễ đâu. Đó, bây giờ hỏi con, giống như anh gì nè, hỏi cái tâm. Anh không hiểu thì anh mới hỏi cái tâm. Tâm là tim mà không hỏi. Thì bây giờ con hỏi chứ ngộ cái gì? Con nói con ngộ rồi, hỏi ngộ gì không biết. Cái câu gọi là nói văn, nói ngôn ngữ thôi, không có phải là trên thực tế. Thành ra bởi vì tôi nói là, bởi vì ông Phật bảo là tụng kinh cho nhiều. Tụng là đọc cho nhiều đi. Đọc chừng nào mà ngộ thôi rồi mới nhập. Còn mình chưa ngộ làm sao nhập? Nhập là cái gì? Là kiến tánh đó. Mà nếu đọc kinh mà nếu mà nó kiến tánh là nó đã xong rồi, thì chỉ còn biết con đường. Không có cái, trên thế giới này không có cái gì mà lai chuyển được mình.
mà muốn về Phật giới thì đi con đường rõ ràng, trong đó người ta chỉ cho mình đi bằng con đường công đức. Công đức mình tạo bằng cách nào là tùy mình, có tiền tạo theo, có tiền không tiền tạo theo không tiền, chứ không phải là không tiền có tiền về được không tiền theo. Cái mà quan trọng nhất là mình có nhiệt tình muốn về không, nhiệt tình muốn làm tạo công đức không, là cái đó là cái mối quan trọng. Rồi con hiểu không? Còn không hiểu ngộ nhập thì nói anh em trong ban quản trị dạy cho con ngộ nhập. Rồi. Dạ cho con hỏi là ở bên hông chùa con thấy có chữ là Tam Vô, mà dưới chữ Tam Vô có ba cái vòng tròn nhỏ, và ở dưới bảng nữa có ghi là Tứ Đại và Pháp Thân, thì con muốn hiểu là ý nghĩa cái khung chỗ này là như thế nào mà để như vậy à? Tam là ba, vô là không. Thì trong Kinh Kim Cang nói sao? Không, không, ba cái không có nào có, nào thật hết, là Tam Vô. Mà cái Pháp Thân, cái kêu bằng Tứ Đại và Pháp Thân. Cái gì tạo ra Pháp Thân? Cái Tứ Đại này đi làm cái công đức để khi trở về mới thành Pháp Thân. Thì văn tự người ta chỉ viết ngắn gọn thôi. Không có Tứ Đại này thì không có Pháp Thân. Tứ Đại này mình đúc cái tánh Phật mượn thân con người để tạo công đức mới về Phật giới mới có Pháp Thân. Đó thì người ta nói gọn Pháp Thân, Tứ Đại và Pháp Thân. Nếu Tứ Đại thì người ta nói là Tứ Đại tạo ra Pháp Thân, mà ta nói ngắn gọn giống như ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Long Nữ thành Phật. Chứ sự thật không phải, nó mất một chữ Long Nữ dạy thành Phật, nên nhớ nè, chứ không phải là nữ làm Phật. Mới biết cái này phải dạy lại cho mình biết. Nhưng bây giờ không biết, bảo có thành Phật mình không biết, nhưng mà đều tất cả những gì mình nói ở đây thì Long Nữ đều có công đức. Nếu có người nào vì cái gốc này của Long Nữ đưa ra mà mình ở đây mình mới hiểu được. Nó còn nếu thì Long Nữ sẽ tuy có về Phật giới nhưng Pháp Thân Long Nữ vẫn mở ra, vẫn lớn. Mà không phải Long Nữ lớn đâu, mà Thích Ca vẫn lớn luôn. Chừng nào mà trái đất này giáo Pháp Thích Ca không còn thì giáo Pháp Thích Ca mới đóng lại, thì Pháp Thân Thích Ca mới đóng lại. À, con hiểu không? Đó, thành ra bởi vì tôi nói cho rõ cho con này. Tứ Đại là tạo công đức trở thành Pháp Thân, có hiểu không? Không hiểu thì cứ hỏi tiếp. Cho mình nhìn, Tứ Đại là tạo công đức để tạo thành Pháp Thân, mà nếu một người đầy đủ công đức về Phật giới thì mới tạo ra được ngôi nhà kim thân Phật, mà cái công đức mình gọi là vật tư. Nhưng mà nếu mà theo quy luật của vật lý nơi đây thì những vật tư ở vật lý mình giống như xây cái nhà thì có thời gian nó sẽ thành diệt hư hoại. Vậy thì cái ngôi nhà Pháp Thân của mình là tạo được từ công đức, vậy thì nó có bị hư hoại không ạ? Ở bên này nó cấu tạo bằng Tứ Đại. Tứ Đại là nó thành trụ hoại gì vậy? Điện từ âm dương nó cuốn hút, nó sẽ chuyển thành một cái luân hồi ha, thì nó mới có thành trụ hoại diệt. Còn bên kia điện từ quang nó không có nằm cái này. Tất cả đồ kim thân Phật, Pháp Thân thanh tịnh, tất cả gì bên đó nó cấu tạo bằng điện từ quang, nó không cấu tạo bằng điện từ âm dương. Còn tất cả những các cõi trên người ta gọi là cấu tạo bằng điện từ âm dương. Nhưng mà cái dòng một là gọi là điện từ âm dương có 5 màu sắc thôi. Rồi cái lên trên nó 12 màu sắc, rồi lên nữa là vô sắc. Thì nó đã điện từ dương, nó luân chuyển là nó phải đi theo cái thành trụ huệ diệt. Còn bên kia nó không có cái đó. Thành ra phải có nó là giờ muốn mà không có thành trụ huệ diệt thì phải về Phật giới ở. Còn ở bên này, ông ở đâu cũng bị luân hồi hết, cũng bị thành trụ huệ diệt hết. Vì thế mà Đức Phật Thích Ca có nói vậy nè: dù có làm chúa cõi trời, làm vua cõi người cũng bị luân hồi hết. Con hiểu không? Với trong quy luật vật lý mà. Ở đằng kia thì ở mình đây 100 năm trời dục giới thì hoặc Thượng Đế 1.000 năm, tịnh độ 10.000 năm, vô sắc 100.000 năm, rồi nó cũng đi theo quy luật nó trở lại. Rồi con hiểu chưa? Không hiểu thì cứ hỏi. Con hỏi thêm mà. Con coi trong cái nghiên cứu của các nhà khoa học, người ta nghiên cứu một cái
hố đen và hố trắng của vũ trụ. Thì cái mô hình của hố đen người ta nghiên cứu được, nếu một vật gì mà rơi vào trong đó thì nó có thể bị mất hoàn toàn, không để lại dấu vết. Còn cái hố trắng nơi mà đi ra thì những vật có thể đi ra, có thể những hình thái nó sẽ tốt đẹp và hoàn hảo hơn. Vậy thì cho con hỏi, cái hố đen này có phải là trung tâm vận hồi của luân hồi của trái đất không ạ? À? Và cái hố trắng này có thể được xem là cửa hải chiều dương của tam giới không ạ? Tam giới khoa học không thấy được đâu, mà nó thấy được cái hố đen vũ trụ á, là nó có thấy thế này. Đầu tiên nếu mà nó hút đầu tiên vô là hút cái gì trước? Trái đất này thí dụ mà tan rã, nó hút cái gì trước? Là cái luồng điện á, nó hút liền điện từ âm dương hút để cho nó quay trước đi. Ha, nó quay xong, nó quay đạt chuẩn rồi thì nó sẽ hút cái hành tinh lửa đó, nó đưa vô. Để gì? Nó quay cái đạt chuẩn luôn. Rồi sau đó đó thì nó hút cái hành tinh mà gọi đất chịu nhiệt quay vô. Ổn định xong rồi thì cái đất mà gọi đất để mà tạo sự sống á, nó đưa vô. Rồi sau đá, rồi sau đó nó hút muối á, đưa vô. Rồi hút nước đưa vô. Đưa vô mà nó quay đạt chuẩn, mà tới cái độ mà gọi là nó chuẩn quá được cái vật lý á, thì mấy ông trời Tiết Thiên Dương này mới nhìn thấy ở trong các cái hành tinh á, bể á, coi có cái hành tinh nào nó bể mà nó còn thực vật, hút vô rải lên, nó kêu là tạo thảm thực vật. Mà một cái câu chuyện đó nó xảy ra hàng trăm năm chứ đâu phải, còn khoa học mình coi năm ba ngày, năm ba tháng mà đâu biết được. Có nhiều khi thấy cái màu trắng đó là nó đang hút nước á, con nên nhớ nè, vừa nước mà nó vô hút vô rồi á thì nó mất cái lỗ đen vũ trụ liền, nó đâu còn thấy cái lỗ đen nữa mà nó thấy nước không. Mà nước đi vô nó hàng mấy chục năm mới đi vô hết. Nó hút từ các hành tinh nước đi vô. Thì cái khoa học bây giờ nó thấy cái này, nó tưởng đâu đó là cái lỗ đen mất, nhưng mà chứ không phải. Nó là cái nước đi vô. Còn nhiều khi á nó hút vô cái hành tinh lửa vô, nó thấy mất cái lỗ đen luôn, thấy đỏ tươi. Nó tưởng đâu là cái hành tinh quả tinh, không phải. Cũng cái đơn vị đó, chỗ đó mà nó biến chuyển, nó 5-6 lần mới trở thành một cái hành tinh tứ đại được. Mà một cái thời gian của nó hút vô đâu phải 1-2 ngày đâu, hút hàng cả trăm năm. Thành ra người ta thấy, người ta học sát vậy thôi. Còn bây giờ thấy nó bây giờ nó là thấy hành tinh này kia đó, sự thật nó chỉ là thấy hành tinh vật tư thôi, chứ còn hành tinh sự sống khó thấy. Bởi vì trái đất mình á mà đi lên trên cái cõi A Di Đà đó, nó cách có chỉ một vòng hoàng đạo thôi, mà ông Phật ông nói là 84.000 ức cõi. Cái phía xa của nó vậy. Ức cõi là gì? Một cái cõi là phải đi qua một cái hành tinh, mà 84.000 cái hành tinh vậy mới tới Phật A Di Đà. Mà con tính coi, mình là ở vòng 1 mà A Di Đà đó thì cách một cái trời, một cái vòng 2 ở A Di Đà, vòng 3 mà nó cách như vậy. Mà ông Phật không nói cái cách cái tứ thiệt dương bao nhiêu, hoặc là trời thượng đế gì ông không nói, nhưng mà ông chỉ nói là cái hành tinh của Đức Phật A Di Đà. Thì con thấy nó là khủng khiếp xa chứ mấy. Mình thì thấy dùng diễn dụng kính thì thấy vậy thôi, chứ còn không đi được đâu. Mình đi làm sao? Đi chừng mình cao lắm, mà nhiên liệu của mình đi tới cho 30 năm đi. Rồi mình bây giờ đậu kỹ sư 30 tuổi đi, đi 30 năm tới 60 tuổi. Thời gian ở đâu ngồi trên đó mà có kiếm đồ ăn ở trên cái phi thuyền đó được. Nhưng mà một con người từ ở đây mà đi qua bên kia, nó có cái cách khác của nó. Có nghĩa là đi năm ăn năm thua đó. Thí dụ trái đất này mà đang hai người ta đang đánh lộn với nhau bằng nguyên tử, thì cái chỗ nào mà chưa bị ảnh hưởng bay liền, phóng phi thuyền đi hên xui mà. Giống như nhà cháy á, bắt đầu chạy. Thì mình kêu bằng 1.000 người đi, chỉ còn 5-3 người tới thôi, còn bao nhiêu nó cũng thành bụi không gian hết, bụi tam giới hết. Thành ra còn cái vấn đề mà thấy cái lỗ đen vũ trụ tự nhiên đi biến trắng biến đỏ này, là nó tùy theo cái lực hút của nó là cái gì. Hút lửa nó đỏ tươi, còn hút nước trắng bóc.
Còn hút đất thì nó xám, nó giống như cái màu đất. Người ta thấy vậy ta tưởng nó ủa cái sau này cái này nó biến chuyển. Đó là cái sự, cái do là cái lỗ đen vũ trụ để hút vào trong cái, trong gọi là cái nhà máy sản xuất ra hành tinh đó. Chứ không có gì lạ hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Con hỏi thêm một ý. Nếu mà một người mà kiến tánh thì có thể thấy được cái trung tâm luân hồi không ạ? Không. Nếu mà muốn là, bởi vì cái trung hải triều âm là mình không thấy được, mà thấy được cái hải triều dương của trái đất thấy được. Còn cái hải triều dương của tam giới đó, là khi nào mình vào được trung tâm vận hồng luân hồi mà kêu bằng Phật nhãn mở ra mới thấy, còn không Phật nhãn không mở không thấy được. Cái phần này mai mốt nữa sẽ có cái bản vẽ để nói cái cách của cái một người thành Phật đi ra, người ta sẽ nói cho con hiểu. Dạ. Chứ bây giờ diễn tả này nó dài dòng lắm. Dạ. Nha, nó chằng chịt lắm. Khi nào xong, mà nếu mà người nào có tạo được cái hình 3D đó thì mới hiểu được cái chuyện này. Còn không tạo được hình 3D khó nói, bởi vì mình nói người ta không hình dung được. Mà trong quyền ký là kinh nghiệm là trong cái tam giới mà nói vậy người ta không hiểu. Mà mai là nói về mặt cắt ngang đó. Chứ nếu mà nói là 3D người ta cũng khó. Còn có phần này thì con cứ đợi đi. Yeah. Nữa sau công bố quyền ký, chú phải cho công bố ra cái vấn đề mà con đường về Phật giới. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thôi con hết rồi. Xin mời chị Áo Trắng. Dạ con tên là Võ Thị Thanh Châu ở Đồng Nai. Hôm nay con có xin hỏi vài ý xin viện chủ trả lời một con. Hiện nay các chùa đều tu theo pháp môn Tịnh Độ Tông, vì chẳng lẽ pháp môn nó không giải thoát sao ạ? Bây giờ giải thoát hay không là con suy nghĩ. Tu Tịnh Độ Tông thì ông nào cũng nói giải thoát, nhưng mà giải thoát sẽ được. Bây giờ tất cả người tu về Tịnh Độ Tông ý họ muốn gì? Muốn sống trên đất bằng vàng, đây đất đất bằng đất đen nó không, họ không chịu lên đất bằng vàng nha. Còn ở đây thì đường ca họ không chịu, lên đến chim ca hót mới chịu. Còn cây ở đây thì phải tưới, cây lên khỏi tưới cơ bằng ngọc. Phải đến từng ham muốn đến sống cái cảnh nó thanh cao như vậy làm sao giải thoát. Giống như con ở nông thôn con làm ruộng, chân lắm tay bùn muốn về thành phố sống thì khỏi đi vô xí nghiệp làm thì cũng phải làm, nhưng mà nó là cái mức sống nó khác hơn ở nông thôn. Thì lên cõi trời Tịnh Độ nó cũng khác hơn ở đây vậy thôi, nhưng cũng phải làm gì. Trong kinh đã nói là sáng ra đi cúng các tầng Phật xưa, phải đi làm chứ đâu lên trở ngồi ăn no không đâu. Cũng đi làm giống như ở đây, nhưng mà trở nó sang hơn chút thôi. Mà cái ở đây mình mang cái thân tứ đại đất nước gió lửa, lên trển mang cái thân điện từ âm dương 12 màu sắc rất rực rỡ và lung linh. Ai không phái cái này, muốn đi đâu đi. Đây thì còn phải đi xe bus hay là xe hơi, mình không cần, muốn đi gì đi bằng tốc độ âm thanh. Ta đi bằng ta dùng cái con người ta đi ta qua ta bay, mình nói là bay. Người ta ý thì ý muốn, người ta muốn đầu tới đó trong vòng 1 phút tới liền. Ta khoái là khoái cái chỗ này thì đó thì cũng lên hưởng sung sướng, sao cùng phải trở lại đây chứ đi đâu. Nó nằm ở trong tâm giới nó quay mà. Giống như con đi cái chỗ nào ta chơi khu du lịch cái vòng quay, con thấy không? Họ mới bước vô đây nè, chút xíu lên trời, thì chút xíu phải trở lại chứ không lại lên ở ngoài đó. Nó thế là quay vòng luân hồi, nó là vậy. Hình bây giờ nó có cái đu quay á thì mình mới hình dung được là cái luân hồi của nó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Còn tiến sĩ Thích Nhật Từ nói chỉ có pháp môn Phật Tông mới giải thoát, còn tất cả các pháp môn khác không có giải thoát ạ. Còn chùa Thiền Tông Diệu lại dạy là chỉ có Thiền Tông mới giải thoát và giác ngộ. Vậy là như thế nào ạ? Còn pháp môn Phật Tông là gì ạ? Con nên tin ai đây ạ? Con nói là pháp môn Thiền Tông giải thoát, Mật Tông không giải thoát phải không? Dạ. Mật Tông hả? Phật Tông ạ.
Phật tông. Cái Phật tông này ở trong cái danh từ nhà Phật không có, thì mà bác cũng không biết à. Nhưng mà người nào nói ra là người đó tưởng tượng nói đó. Chứ đây Đức Phật dạy có sáu pháp môn rõ ràng, mà ta có chùa đàng hoàng. Chưa có cái chùa nào mà gọi là chùa Phật tông hết. Con đi kiếm đi, có ông nào cắt cái chùa Phật tông ra thì hỏi ông cắt cái đó để làm cái gì. Con bây giờ đây, chùa Thiền Tông thì tu Thiền Tông, chùa chùa Tịnh Độ ta tu Tịnh Độ nè. Còn ở chùa không để gì hết là cúng á, chùa đó cúng chuyên môn cúng tụng á. À, ta cũng có việc làm với ta. Mà túng tụng này tuy là nó không có trong cái, mà nó tụng là của đạo tiên, cúng là của đạo thần. Cái ông chùa này ông đem hai cái đạo này ông vô, ông thế ông Phật để chi? Ông có tiền. À, nó cũng có cái chỉ có cái lý của người ta. Còn cái Phật tông này không thấy cái chùa nào có. Nếu người nào có cái cắt cái chùa đó là ông tưởng tượng ra ông cắt thôi, chứ còn trong quyền ký không nói cái này. Và đồng thời trên thực tế, trên thế giới này không có chùa nào là Phật tông hết. Mà duy nhất cái Thiền tông mới ra đời đây là mới có, chứ nói thiệt mấy chục năm về trước không ai nói về Phật tông hết. Mật tông là mới khi cái chùa này cắt ra thì nó mới có danh từ này. Tôi nói thiệt, ví như Hòa Thượng Thanh Từ cũng nói là dạy tu về Thiền tông như vậy. Nhưng mà có mấy anh em đây hỏi chứ Hòa Thượng tu Thiền tông tu sao? Ông biết biết giọng không theo. Rồi hỏi gì thì biết giọng theo để làm gì? Ông đâu có biết. Mà sao Hòa Thượng không chịu để, không chịu để cái bản hiệu trước là Thiền tông mà để ra Thiền viện. Rồi mấy anh em đó chạy trốn hết, không trả lời. Ha. Có nguyên tắc đó, bây giờ trên thực tế là có đó. Nhưng mà bây giờ con hỏi về chùa Phật tông thì bác bỏ tay, bác không biết nào ở đâu. Giờ để kiếm ông nào nói, hỏi ông đó cái ở đâu có cái chùa này. Dạ, cảm ơn. Con hồi sáng thì con cũng nghe bác nói về Võ Tắc Thiên á. Nhưng mà tại cho sao trong lịch sử á, là nói bà là một người vua tham và độc ác. Nhưng mà trong kinh lệnh dạy là nói là bà là một người đạt bí mật Thiền tông. Có lý do gì để bác chứng minh không ạ? Thì bà đạt được cái bí mật Thiền tông là căn cứ vào những cái bài kệ gửi cho Lục Tổ. Lục Tổ xác nhận bà đạt bí mật Thiền tông. Còn sở dĩ người Trung Hoa đó mà nói xấu bà, nó có cái lý do này. Khi bà làm vua, bà hiểu bà ngộ này rồi, bà mới dẹp bớt cái tà ma ngoại đạo đi. Người ta ghét bà chứ không có gì đợi á. Cảm ơn. Rồi đợi khi bà chết á, cái nó bầu nhỏ bà dâm ô dâm đảng gì đó, nó bà trả thù mà. Thế đó. Nhưng mà bây giờ tôi nói là Trung Quốc nó xác nhận là bà để lại những cái bài kệ rất hay, thì một vị vua như thế không có cái vấn đề mà có những cái tấn xấu gì đâu. Còn cái chuyện người xưa người ta cãi lộn nhau đó. Nhưng mà nên nhớ rằng khi nào mà cái người đã chết rồi, người sau muốn trả thù dễ ợt, muốn nói gì nói. Mà ta có quyền, ta muốn nói gì ta nói. À, người ta không cần chứng minh. Nhưng mà bây giờ mình lưu lại những cái bài kệ mà của vua Trần của Võ Tắc Thiên để lại cho Lục Tổ, thì mới nghiên cứu ra thấy bà rất hay. Một nhiều người mà ngộ thiền người ta không thể làm được cái này, ta không làm đâu. Còn mấy thì về sau mới biết là cô lão tử Khổng Tử trả thù bà bằng cái này nè. Mà đạo Khổng là gì? Đạo là Khổng là đạo quốc giáo của ngày đó. Đọa lên bà xóa liền, ta tức liền. Người ta trả thù bà vậy thôi. Dạ. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin một câu hỏi nữa. Hai người tu theo Thiền tông có tự tịch diệt được không ạ? Mà nếu mà tự tịch diệt thì có phạm vô vi lực vật lý không? Mà tại vì con có đọc có nhiều cái quyển sách kinh của mấy vị thiền sư á. Người ta nói vô trong thất rồi đi cắt cõi này kia về. Hoặc là bây giờ tôi muốn chết tôi có thể chết để lên cõi này cõi kia ạ. Tu mình đạt được thần thông là mình tịch diệt được. Bây giờ con ráng tu đi, nhận ra cái tri kiến Phật con đi. Con cũng tịch, lúc nào cũng tịch, dễ ợt. Giống như là trong cái nhà này nè, đèn nó sáng. Bây giờ con nhắm con mắt vô, con không thấy công tắc ở đâu hết á. Con ráng mở con mắt ra đi, vô cái nhà thấy là cái cục tắt dạ, liền. Con cũng vậy, con nhận bóp một cái là cái. Chỉ cần con phải đưa cái tác ý vô cái điện từ âm dương, nó không nói được là con chết tức khắc liền. Thì ráng tới đó đi, muốn tịch diệt tới đó. Còn không thì đợi tới già chịu nổi thì chết. Con sợ tới đó.
Dạ con cảm ơn ạ. Xin mời chú. Tôi là Lưu Văn Thọ, đến từ Gò Dầu, Tây Ninh. Hôm nay đến đây để hỏi trưởng ban hai câu. Câu thứ nhất là thầy tôi ưa đi cầu siêu cho người chết, và thưa hỏi trưởng ban vậy chứ người chết vậy có siêu thoát không? Và người thân tôi vừa mất thì gia đình cũng có mời mấy thầy tới để tụng. Các thầy thường dùng kinh A Di Đà để tụng để cho người thân tôi về Tây Phương Cực Lạc. Và có khi các ngài dùng kinh Địa Tạng để tụng cho người thân đi xuống địa ngục để độ người thân ở dưới địa ngục. Vậy xin phép hỏi trưởng ban vậy chứ người thân tôi sẽ về đâu? Dạ, xin trưởng ban giải đáp câu thứ nhất. Hỏi câu thứ nhất đi phải không? Nãy câu thứ nhất là ông thầy đi cầu siêu phải không? Nếu mà ông thầy nào cầu siêu thì rất tốt nè. Ví dụ thấy gia đình ta chết á, mình lại cầu siêu á, thì mình để nó, tuy là nó không được đâu, nhưng mình an ủi gia đình người ta. Gia đình ta tưởng ra là lên thiệt, nhưng mà với điều kiện ông thầy đừng có lấy tiền, thì ta cảm ơn ông thầy, ta xem ông thầy đó gọi là gì, thánh tăng luôn á. Còn nếu á, mà ông thầy tụng mà lấy 5 triệu 3 triệu á, gia đình ta không có tiền rồi sao đây? Phải đi vay. Đi vay thì bây giờ gia đình đã tôi khổ quá là, gia đình tôi có người chết khổ quá. Không giúp tôi mà đi lợi còn moi tôi mấy triệu nữa, rồi sao đây? Thì ta coi ông thầy đó là gì? Cái cầu siêu nó có hai mặt. Tuy là không có kết quả gì hết đó, nhưng nó có hai mặt. Một mặt là để người ta cảm ơn, và một mặt để người ta thù oán cho ông thầy đó. Nói thật. Bây giờ thì bởi vì giữa đám đông này người ta nói đưa tôi 5 triệu tôi cầu cho. Nhưng mà nếu gia đình có thì không nói gì, không có phải chạy đi mượn rồi sao đây? Rồi khi gia đình người ta chết rồi, đã người ta không có tiền rồi còn bắt buộc phải đi vay nợ nữa, thì ông thầy đó là gì? Mình phải nhớ cái chỗ này. Cầu siêu nó có hai mặt, tuy nó không ăn thua vậy đó, nhưng mà điều nếu mình giúp người ta vui thì người ta mừng, còn giúp người ta buồn thì người ta khổ. Thì tùy theo ông thầy này nè, quả phước là do cái ông thầy ha. Nên nhớ rằng Đức Phật mà còn không cầu được mà mình ở đây phàm phu tục tử, cái chuyện này là của cái ông đầu tiên á, ông đưa vô. Mà ông đầu tiên bây giờ ông nghỉ rồi, ông không xài được, ông biết rồi. Giờ ông chùa thấy dễ ăn quá, thì lập ra ban tụng niệm để đi cầu siêu cầu an. Cái này là của đầu tiên chứ đâu phải của đạo Phật đâu. Không lẽ bây giờ suy nghĩ, không lẽ ông Thái tử đặt ta xách cái chuông mỏ đi tụng kiếm tiền. Ông Trần Nhân Tông làm vua sướng người chết, cầm cái chuông mỏ đi kiếm tiền. Không có cái này đâu. Nhưng mà tại mấy người sau này bày ra. Mà cái gốc này là của đầu tiên chứ không phải là ấy đâu. Mình phải hiểu như vậy. Thành ra thôi, ông thầy mình cũng làm gì làm, nhưng mà mai mốt á, đưa cái quyền ký cho ông đọc để ông té ngửa ra. Đó thôi, thầy không dám làm nữa đâu. Thầy sợ nhân quả lắm. Cứ đi, cứ đưa cho ông tập quyền ký, mai mốt tôi công bố nè. Công bố 40 phần tiền bạc cúng cho ai ăn? Cúng ở đâu là phải? Tu sao luân hồi tu trẻ, tôi nói hết. Ông nghe này tôi xin lỗi, ông hết hồn sợ liền. Rồi biểu ông cúng, ông không dám cúng nữa đâu. Ông thấy mà, có nhiều người họ không thấy à, mà nhìn họ nghe đọc cái này nghe dài bữa tự nhiên họ mở ra họ biết. Biểu cúng không chứ? Bây giờ tôi có mấy cái người quen này chuyên môn đi cúng. Bây giờ biết cái thiền tông này biểu cúng thôi không cúng nữa. Chuyên môn châu đốc, tháng nào cũng xuống châu đốc hết, bây giờ biểu đi không đi. Biết rồi thôi đi chi nữa. Rồi hỏi câu thứ hai đi. Dạ thưa, trong này còn cái ý thứ hai đó thưa thầy. Ý thứ hai gì lặp lại đi. Gia đình con có người thân á. Con có mời người thân có mời mấy ông thầy tới tụng đó. Thì cái kinh nào mạnh thì rút đi chỗ đó. Chứ giờ biết sao giờ ông thì Di Đà, ông Địa Tạng. Mà nên nhớ là ông Địa Tạng á thì ông độ người dưới địa ngục. Mình không có để ý cái chuyện này. Ông Di Đà thì đưa lên trên kia. Mình ở cái trái đất này đưa lên trên cõi A Di Đà. Còn họ tin Địa Tạng không phải tụng cho người chết, tụng cho người ở dưới kia đi lên.
Gia đình mình chưa xuống dưới mà tự nhiên đi chặn đầu xuống chơi vậy. Nè, tôi có nói là Đức Phật có nói là cái tin Địa Tạng này Đức Phật cũng dạy chứ không ai đó. Nhưng mà ông nói là cái người ở đó nếu mà được cái huệ nhãn rồi nhìn thấy người ở Địa Tạng giống như một chị Liên đó, thấy được mẹ ở dưới đó khổ mới về trình với Phật. Phật nói bây giờ thôi kiếm 10 ông thánh tăng lại đi, rồi chú nguyện đi, rồi Như Lai sẽ bủa thanh định thiền cho nó sáng ở dưới này rồi mẹ con lên. Nhưng phải kiếm 10 cái ông thánh tăng nha, chứ còn 10 cái ông bàm mưu tăng lại đây không có thua vậy được. Phật giảng vậy. Nhưng mà Đức Phật ngày xưa Đức Phật thì thánh tăng có nhiều, bây giờ mình chắc thánh tăng kiếm không có. Bây giờ đi kiếm đi, bữa nào kiếm mà tôi dẫn đi tôi chỉ cho độ tụng nha. Nên nhớ rằng mình phải hiểu Địa Tạng là tụng ở dưới đi lên, còn A Di Đà tụng từ đây đi lên. Nó phải hiểu chỗ này. Thì bây giờ ông lợi ông bài đặt, ông nợ ông làm lấy tiền. Bởi vậy tôi nói là tụng tụng mà cho người ta vui á, thì ta cảm ơn, còn tụng người ta buồn thôi được có tụng. Đã người ta khổ rồi mà còn lại bút túi người ta nữa. Giống như nhà thương bây giờ, trước khi ai chết cũng vậy, không có tiền phải là vô đóng mấy trăm triệu rồi mới đem chôn. Thì nói xin lỗi mấy ông thầy tu vợ mình vợ y cha mà y chang mấy ông giám đốc nhà thương. Nhưng để người ta không chết thì vô hù rồi bày đặt đủ mổ xẻ vài bữa tanh banh rồi đem về chôn. Mà phải ông mổ không lấy tiền đâu, ông mổ không lấy tiền mà lấy sạc nghiệp người ta luôn. Đừng có nói thành ra tại sao nhà thương nó mở nhiều, tại sao chùa bây giờ mở nhiều, là dễ kiếm ăn quá mà. Có cái nào hơn cái này? Anh mở cửa hàng buôn bán ra cái gì anh liều lời lỗ hết. Mở chùa tôi bảo đảm không lỗ, làm nhà thương không lỗ. Tôi nói thiệt cái đó. Bây giờ tôi nói đây, nhà nước cho tôi nói ai muốn kiện tôi đi hầu. Bây giờ tôi được quyền nói, quyền ký đưa ra, tôi nắm được tôi quyền nói cái này. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, thưa hỏi tiếp trưởng ban một câu nữa. Dạ, tôi có nghe một cái đoạn video của Thích Thanh Từ giảng ở Mỹ cho các Phật tử. Thích là Thích Nhật Từ, không dạ, phải Thích Thanh Từ. Dạ, ông Thanh Từ giờ ông ngủ, dạ, ông nằm rồi. Thích Nhật Từ. Dạ. Thầy giảng là kiến tánh rồi sẽ khởi tu. Trong khi tôi cũng có biết là tổ Bồ Đề Đạt Ma là có dạy là kiến tánh thành Phật. Như vậy là ai dạy đúng? Rồi hai phần này ai đúng ai sai? Dạ. Không? Tại vì Phật xin thầy cho con thầy cho nó. Ông tổ Bồ Đề Đạt Ma đó là kiến tánh thành Phật. Ông mới nói là người nào mà thấy được tánh mình biết tạo công đức thì về Phật giới thành Phật. Thấy không? Còn ông Thích Nhật Từ ông nói là ai mà kiến tánh rồi thì phải tu thì mới thành Phật. Thấy không? Rồi thì tôi phân tích nè. Ông nói là ai mà nhận ra tánh Phật của mình rồi thì bị tạo công đức giúp người ta, thì giống như mình để mình có công đức về Phật giới. Thì chắc là lẽ bởi vì ông nắm cái quyền ký mà, ông nắm quyền ký ông hiểu cái này. Ông Bồ Đề Đạt Ma. Còn ông Nhật Từ ông không có nắm quyền ký thì là ông nói sai cái chỗ này. Kiến tánh khởi tu. Ông thấy được cái tánh Phật ông rồi, ông ma cái tánh Phật ông ra ông tu. Ông sửa gì? Thì bây giờ thì Lục Tổ Huệ Năng nói sao? Lục Tổ Huệ Năng nói là bản lai vô nhất vật, nó không phải cái một vật. Mà nếu mà ông Nhật Từ có tu thấy đúng không? Trả lời ra. Nó không phải một vật mà tu được đúng không? Tu sửa đúng không? Dạ, như vậy là sai hoàn toàn. À, không đúng. À. Còn nếu mà ông Thích Nhật Từ á coi cái tánh Phật của mình là cái gì? Ông không biết tánh Phật mình là cái gì. Đức Phật ông nói tánh Phật của mình nó là cái chân như. Cái chân như là cái chân thật nó như vậy thôi. Nó không hình tướng như Lục Tổ nói. Thì nếu mà ông nhận tự ông tu thì tôi cũng không biết ông tu gì. Nhưng mà thôi cho ông tu đúng đi, vì ông có bằng tiến sĩ mà, chắc là ông tu đúng à. Nhưng mà bây giờ ở đây ai biết là nếu ông Thích Nhật Từ đem cái tánh mình ra tu, ai nói đúng ai nói sai thì tự đầy biết. Vậy là cái chân như, đúng không? Ông nói là cái chân như, cái tánh là cái chân như, không có tu, đừng có tu sửa gì hết. Vậy còn ông này, ông không hiểu cái
cái thiền tông, cái đạo giải thoát này ông không hiểu, tình ông có tưởng ra, ông tưởng là thấy xong rồi đem ra tu, nó khổ là vậy. Nhưng mà thôi, bây giờ cái chuyện mà ta tiến sĩ, ta học cao rồi thì kiểu người ta tu, tu chuyện của người ta. Ông Phật có nói câu này: khi nào một người mà đóng vai trò mà tu cao rồi, người ta muốn tu, người ta muốn ngồi thiền hoặc muốn cúng, cái chuyện của người ta. Nghĩa là làm sao mà ta có cái chùa cho to hoặc cho lớn được rồi, để đạo của Như Lai nương vào trong đó mà phổ biến thiền tông. Nên nhớ một điều đó, sở dĩ ông Phật cho làm cái này là, cho làm cái này là để cái thiền tông nương vào trong những cái chùa này, rồi đây nó sẽ nương vào trong cái chùa này. Nó thật, bây giờ nếu mà tất cả những ông thầy, tất cả những vị thầy mà trụ trì cái chùa mà biết cái này đem vô chùa giảng cho Phật tử, nó sẽ ngộ nhanh hơn ở ở đây đó. Bởi vì người ta là được quyền, hồi đó thầy không biết, giờ thầy biết rồi thầy dạy cho Phật tử lại nè, thì cái ông thầy đó độ rất nhanh. Mà phải có cái chùa to mới độ được, còn nếu mà không có chùa ra gốc cây nói không ai tới á. À, thành ra thôi ông Thích Nhật Từ ông nói thì cũng đúng, ông tu trở gì ông đem tánh ông Phật tánh ông ra ông tu thì cũng tốt. Thì có nhiều khi ông thấy làm sao ông đem ra ông tu, còn ông Tu Bồ Đề ông nói vậy không cho tu, cái tạo công đức đi. Còn ông kia nó thôi để tôi đem tôi tu, thì cái đó thôi để khi mà cái này là bà con mình ở đây á, coi hai ông nào sai ông nào đúng, tôi không dám nói. Rồi gọi anh muốn dám nói phát biểu đi, kêu người ta quay ra cho anh lên mạng luôn. Hôm nay nhờ trưởng ban nói thì mình mới không còn tưởng tượng nữa, tại mình cứ nghĩ rằng một vị tiến sĩ quyên thâm Phật học là ngon lành là số một rồi. Nhưng mà bây giờ trưởng ban nói vậy thì chắc không còn lý tưởng nữa. Thôi xin cảm ơn trưởng ban. Con xin chào trưởng ban quản trị cùng toàn thể quý vị ở đây. Con là Nguyễn Đình Thành, đến từ Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Hôm nay con có ba cái thắc mắc, xin trưởng ban giải đáp giúp con. Cái thắc mắc đầu tiên á, là con thường nghe quý thầy giảng Phật là giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, trong khi chùa Tân Diệu giảng là Phật là trùm khắp mọi nơi. Ngoài ra còn có các danh từ như tánh, tánh Phật, tánh người, tánh nghe, tánh thấy, tánh nói, tánh biết. Vì sao có sự khác biệt này? Kính xin trưởng ban giải thích giúp con. Phật là giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, đây là cái ngôn từ của những cái vị mà giảng về Bát Nhã đó, gọi là phân tích cái Phật tánh, hay là giảng thích theo cái Bát Nhã, thì người ta nói là Phật là giác tha, giác hạnh viên mãn. Đây là cái dụng của nó để người ta đi làm với công đức. Còn cái chùa Thiền Tông Tân Diệu nó Phật là trùm khắp mọi nơi, đây là ta giảng vào cái thể của nó, không phải vào Bát Nhã, giảng bằng cái chân thật. Nó Phật nó nói vậy á, nó trùm khắp mọi nơi. Bởi vì thành ra cái tánh Phật á, Phật là trùm khắp mọi nơi, tánh Phật theo chân tánh của Phật khắp nơi mà hành. Phật chỉ rõ rành cái thấy thanh tịnh không sanh điều gì, cái nghe thanh tịnh một khi, khi biết chỉ biết vậy thì mà thôi. Đó là cái tánh Phật nó là vậy đó. Trong đó nó có cái dụng nè, thấy, nghe, biết, nói là cái chỗ đó. Thiều chùa Thiền Tông nói Tân Diệu là nói về cái thể của cái tánh Phật. Còn bên kia là nói về cái danh từ gọi là Bát Nhã, danh từ gọi là danh từ lý luận để dạy cho người sơ cơ. Còn đây là ta nói trên thực tế. Rồi em có hiểu không? Dạ con hiểu rồi. Con xin được phép hỏi câu hỏi thứ hai. Là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thứ 15 có nói đến Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất, như vậy Bồ Tát này là ai? Mình muốn nói cái Bồ Tát này phải hiểu cái Tùng Địa Dũng Xuất là cái gì. Tùng là trùng, địa là cái đất. Một nơi đất, một đất nước mà hai cái nơi nó xuất phát Thiền Tông thì nó gồm ở đâu? Nó gồm ở Yên Tử và Đất Rồng. Hai cái nơi này nó xuất phát ra. Nhưng mà một người mà dám nói ra cái này, đó là gọi là Bồ Tát á. Là sao? Nó không sợ chết. Người ta đang cúng tụng, ta đang lại lục cầu sinh mà nói là cái này túng tụng lại lục cầu sinh là giả, không có được, mà dám nói đó. Ông đó gan hay? Gan là Bồ Tát á.
chứ không có gì đâu. Ông đó là gọi là nói Bồ Tát cho nó vui chứ sao ông là gan. Cái ông làm dám nói cái đó là gan, gan cùng mình á. Giống như cái chỗ người ta đang làm ăn mà ông lại phá hoại á. Hiểu không? Bồ Tát đây là gọi người gan dạ cùng mình. Còn Tùng Địa Dũng Xuất là một nơi nó xuất phát hai cái nguồn thiền này nè. Cái nguồn thiền tông này nó đi mà có một cái đới, một cái đất nước, nó hai cái nó bùng lên hai cái này đó. Rồi con hiểu không? Dạ rồi, con hiểu rồi. Câu thứ ba con xin hỏi trưởng ban là Đức Phật đản sanh có cành hoa vô ưu, như vậy hoa này là hoa nào, có mang ý nghĩa gì không ạ? Đản sanh Đức Phật trên cành hoa vô ưu hả? Dạ vô ưu. Vô ưu là vô phiền vô não, cái cành hoa đó đó. Mà cành hoa đó là cành hoa nào? Ông này ông ra đời, ông chỉ cho người ta vô phiền vô não thì nói là cành hoa vô ưu. Mà cành hoa đó ở đâu? Là ông chỉ về sau, ông sẽ chỉ con người đó là về Phật giới thì mới không có phiền não. Nhớ là về Phật giới không phiền não, ở đây không có vụ mà không có phiền não đâu. Thì cành hoa đó là cành hoa gì? Cành hoa sen. Nhờ cành hoa sen mà ông Ma Ca Diếp mới về Phật giới được. Thấy không? Đó là cành hoa sen. Còn cái gì nữa? Dạ, nó có mang ý nghĩa gì không ạ? Thì đó là cành hoa. Ở đây là chuyển thể của cái danh từ gọi theo cái ngôn ngữ. Đó là gọi là cành hoa sen. Thì tất cả trên cõi tịnh độ cũng ngộ đạo bằng cành hoa sen. Đức Phật kiểm thiền bằng cành hoa sen rồi. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Ở đây thì nói vấn đề mà kêu bằng chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm, pháp môn mồ nhiễm bất lập văn tự. Đây là cũng nói về cái cành hoa sen. Rồi con hiểu không? Dạ rồi con đã rõ thông. Xin cảm ơn trưởng ban. Còn quý vị nào đặt câu hỏi nữa không ạ? Xin mời anh ạ. Dạ con xin chào vườn chủ, chào Phật tử. Con có thắc mắc. Ý con hỏi là lục tổ Huệ Năng á, thì nói Phật tánh á, nó là không phải luồng vật gì hết. Nó chỉ là như vậy thôi. Cho nên mình không có tu pháp môn nào mà để thành nó được. Nhưng mà con không hiểu ở đây có cái câu là Phật là cái gì mà mình tu pháp môn thiền tông để thành Phật được. Mấy cái những vị ngộ đạo á, người ta nhìn thấy từ cái góc cạnh của cái tánh Phật. Là cái lục tổ Huệ Năng ngộ đạo là nhìn cái tánh Phật nó không phải là cái vật. Không phải một vật, thành ra không có đối với thế gian này mình không có đụng chạm đến nó. Nha. Là nó là phải bản lai vô giới gần mà trước, bản lai vô giới là xưa nay nó không phải là một cái vật. Thế một vật thì không có tu được cái này mà không đụng chạm đến nó mà cũng không nói được nữa. Đó là lục tổ Huệ Năng, ý của ngài muốn nói như vậy. Là muốn nói về cái Phật tánh này. Đó còn gì nữa? Con hỏi là Phật là cái gì mà tu đi pháp môn thiền tông để thành Phật được? Phật là cái gì mà pháp môn thiền tông nói phải không? Dạ. Bây giờ cái thế giới này là thế giới vật lý, con người ta thì có cái tánh Phật trống, bây giờ nếu mà không nói thì ai biết. Nếu mình không nói là mình có cái tánh Phật, là nếu mà không có nói tánh Phật là ai tu chi? Bây giờ ông Phật chỉ cái đó là cái tánh Phật, đó là cái thấy nghe nói biết á. Nhưng mà thấy là thấy, nghe là nghe, nói biết chứ, là mình biết có vậy á, nhưng mà không ra động tới được. Vì thế mà Đức Phật nói là khi mà nói đến cái chỗ này 49 năm Như Lai không có nói. Nhưng mà sở dĩ hôm nay nói là gì? Nói để cho người ta hiểu được cái tánh Phật của mình nó là vậy đó. Đừng có đụng chạm cái gì hết rồi á. Muốn đem cái tánh này mình về Phật giới á, thì mượn cái thân người tạo công đức để cho cái tánh này đi về Phật giới. Chứ còn nếu mà mình không làm thinh nữa là làm sao? Thành ra còn những cái người ta ngộ sâu thì người ta nói nó không phải là một vật thì đúng. Nhưng mà không vật cũng phải nói cho người ta biết. Chứ còn nó không phải vợ rồi sao? Ổng cũng dạy, vợ cũng dạy bát nhã tùm lum tà la, vợ cũng nói tùm, không nói đủ hết. Nhưng mà bởi vì khi Đức Phật nói là đúng 49 năm Như Lai không nói một lời, là ổng muốn không nói cái này nè, không nói cái chân thật này nè.
không diễn tả được. Còn lũ tổ Huệ Năng thì còn ráng diễn tả được một hai câu bản lai vô nhất vật. Vật sử nhã trần ngay, nó không phải vật thì không có lau gì hết rồi, không có lau bụi bẩm gì trong cái này hết rồi. Thì cũng phải nói để cho người ta biết, nhờ những cái lời nói đó mình mới cảm nhận được. Chứ giờ con thấy tánh Phật con là con nói làm sao đây? Biểu con tả làm sao? Đâu có tả được. Đó, thành ra các tổ nói rồi, bây giờ chùa Tân Diệu nói rồi, quyền ký Đức Phật nói để cho người ta biết. À, mình có con người có cái tánh Phật nó là 4 thứ, tánh người có 16 thứ. Tánh người vẫn có cái tham mới dẫn người ta đi, cái tưởng với tham. Nếu mà mình mà không có cái tưởng với tham này thì không có các đạo này đâu. Tại vì mình có tưởng, mình tưởng đủ thứ thì ông Hận mới dạy đủ chuyện cho mình tu. Mà sau cùng đó ổng nói sao? Bỏ đi. Cái đó là tu chơi thôi chứ không có giải thoát được. Sao cũng biết bỏ mà. Biết bỏ rồi mới mà bỏ rồi biểu tu thiền tông, mà sau cùng biết bỏ thì không có tu. Bỏ hết. Rồi hỏi gì chứ làm sao về phật giới, tao không biết. Ông dạy mà không nghe, thôi cứ hỏi ông hoài thì ông đâu không biết là phải rồi. Nha, con hiểu không? Viện chủ với con hỏi thêm là trong kinh kiểu Thủ Lăng Nghiêm á, lúc trước con có nghe viện chủ nói là lúc mà A Nan mà bị Ma Đăng Già mà nhiếp vào nhà giam á, là Đức Phật có thương lượng với nhờ một vị thần đến để gỡ cái bùa giam đó ra. Vậy là theo như lời cái nói của viện chủ á, là Đức Phật có khả năng nói chuyện các vị thần. Và thời gian dần gần đây á, con tìm trên Facebook á, cũng có rất là nhiều vị họ cũng có thể nói là họ có thể nói được với thần, họ cũng có thể nói được với Phật Thích Ca, và họ cũng có thể đi ra vô bể tánh thanh tịnh rất là dễ dàng. Con muốn hỏi viện chủ là có khả năng đó hay không ạ? Có mấy người mà coi hồi nãy đầu tiên tôi nhớ có người nào hỏi về bích chi thần á, ôi chi Phật á, biết không? Khi nào mà mình cái tâm mình thanh tịnh á, mấy người tu thiền tông nó lạc ở chỗ này. Tại sao một khi truyền thiền mà 95 người trở lại, 5 người đi tới là sao? 95 người trở lại có người thấy cái này. Khi nào mình cảm nhận được cái thanh tịnh thiền của mình á, gọi là kiến tánh á, mà Đức Phật còn nói là thấy suốt luôn á, đó là cái tánh Phật của mình á. Mà còn cứ mơ thấy hoài, ông thần ở lần này nó mê thấy cái thanh tịnh này, thì ông thần mới hiện vô, đóng vai ông Phật, đóng vai Bồ Tát, phái qua nghe hoài, đi theo hoài, rồi sao? Rồi mai mốt mới thành ra ông thần. Quên đi. Khi mấy cái người này mà khi mà mãn số rồi đó ha, thì tôi bảo đảm là ông Phật là rước. Nhưng mà ông quay lưng lại ông thần, mà ông đi rước thấy cái lưng của ông là ông Phật. Mà khi mà đi về, đi qua vô Hải Triều Dương không đi, đi vô cái thế giới là thần, bắt đầu vô đó mà thấy à, bắt đầu vô luôn ngồi rồi đó, không có chạy ra khỏi đâu. Nó đã đi vô trong người, gọi là cái thế giới của người ta là ra chạy khỏi được, nó làm cái chỗ này nè. Thành ra ta khuyên rằng Đức Phật ổng dạy trong kinh Kim Cang, ổng nói sao? Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Anh muốn tu giải thoát là phải cái này nè, chứ đừng có tưởng đừng thanh tịnh thấy hầu đầu thấy trong suốt mừng quá, rồi giờ ta thấy thanh tịnh cái thấy ông Phật nhào vô hỏi gì ông trả lời hết, ông chiều mình hết luôn. Nó rồi vậy là Thích Ca rước tu rồi, khỏe rồi. Ai về rước đi đâu, rước đi về Hải Triều Dương không đi, mà đi vô trong cái loài thần. Mà khi đã vô rồi biết ổng là giả rồi là sao đây? Khỏi, con khỏi chạy ra, vô thế giới người ta rồi. Ông tổ U Ba Cúc Đa còn làm cái chuyện này. Thành ra Đức Phật mới nói là kinh Kim Cang, Đức Phật là phàm sở hữu tướng giai thị hữu vọng nhiệt kiến tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Cái gì mà thấy có tướng là giả dối đó, các con đừng nghe. Thì Như Lai dạy là kiến tánh trong suốt là được rồi, còn ở đây nhìn thấy cái này thấy kia đi khoe người này người kia là chết. Là cái đó là tận tình nói cho con nghe, chứ đừng có thấy là thấy tánh Phật rồi thấy Bồ Tát rồi phái chạy theo là chết. Dạ rồi. Con xin hỏi thêm nữa là viện chủ, hồi sáng á viện chủ có nói là một câu là Đức Phật đã thành Phật từ vô lượng kiếp trước, nhưng mà trong quyển số 9 á thì viện chủ có nói là ta chưa có thành Phật tại các ngươi gọi ta như vậy thôi.
Vậy con xin hỏi viện chủ là nếu cái thân tứ đại của mình là thật sự mình tu là thật sự có thành Phật được hay không? Nếu mà thành Phật thì ở đâu thành Phật được? Hay là ở cung trời đâu sức? Hay là ở bất kỳ nơi đâu mới thành Phật được ạ? Đức Phật nói trong kinh Niết Bàn á, nó đúng ra trong kinh Niết Bàn nói vậy nè. Ở đây các thầy giảng nè: ta đã thành Phật từ vô lượng kiếp trước. Vô lượng là cái thời gian không đếm được. Mà trong kinh cái quyển số 9 á, tôi nói là ta đã thành Phật từ nhiều đời trước, là có cái lý do người ta chuẩn lại. Vì trong quyền ký là có nói ra nè: trái đất này là 100 năm, cõi trời đâu suốt 1000 năm, tức gấp 10 lần ở đây. Thì bây giờ cái ông Bồ Tát Thường Hộ Minh á, ông ở trên cõi trời đâu sức, thì tôi cho ông là khoảng 5 phần nửa đời ông đi ha. Rồi sau ông trả lời tiểu thì so sánh cái này là ở dưới kia 10 đời, đây 1 đời, thì bây giờ cho ông nửa đời. Thì trong kinh kia nói là ta đã thành Phật từ nhiều đời trước chứ không phải vô lượng. Nhưng mà điều ông thành Phật đây không phải là tại vì Phật Viên đang thọ ký ông là sau này sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Văn. Ông thọ ký như vậy, nhưng mà ông Viên Đăng á, ông có nói, nhưng mà về sau ông Thích Ca đó, ông mới về đây, ông học rồi, ông ngồi, ông tự, nó đúng ra về sanh ra là ông đã thành Phật rồi, ông đã hiểu rồi, nhưng mà ông Viên Đăng bảo là con phải về đây, ra gốc lớn cũng có vợ con, ra gốc Bồ Đề ngồi dũng công tu, rồi phóng hào quang cho người ta thấy, chứ để tự nhiên con thành Phật rồi, không ai tin, thì ông phải làm những cái trò này để chi? Năm cái pháp môn mà ông đã dạy trước, rồi sau cùng mới dạy pháp môn này. Nếu mà ông ra ông ngồi gốc cội Bồ Đề nói tôi thành Phật rồi, không phải tin. Ông phải tu, tôi tu, ông phóng hào quang ra, ông làm những cái chuyện mà ông Viên Đăng đã dạy. Tất cả những vị Phật đến thế giới này phải dạy 5 pháp môn hết. Mà pháp 5 pháp môn đầu là gọi là thành tựu vật lý trong quy luật luân hồi. Pháp môn sau cùng mới là giác ngộ giải thoát, là thiền tông đó. Mà sở dĩ á, bây giờ thì trong có một đệ tử hỏi nè, Như Lai dạy như vậy á, là Như Lai bây giờ chưa thành Phật mà tại sao Như Lai nói giờ là Phật Thích Ca? Nói tại mấy ông kêu ta chứ ta đâu có biểu đâu. Nhưng mà giữa cái người đã giác ngộ toàn năng toàn giác này nè, các ông phân biệt tôn ta là một vị Phật, là vị Phật ở đây á, là toàn năng toàn giác. Còn muốn một mang một kim thân Phật sự nữ phải về Phật giới mới mang được. Điện từ quang nó nhuộm vô nó mới là thành Phật được. Và Phật thì phải có cái nhà ở của ông Phật, là pháp thân thanh tịnh. Thành ra con về con đọc cái quyển số 9 lại, đọc cho kỹ lại. Chứ đừng có đọc mà chưa có hiểu rồi chấp cái này hỏi thì nó cũng trớ quớt thôi. Bắt buộc cái này là tại vì Đức Phật Thích Ca ở đây không phải thành Phật đâu, mà nói là một người toàn năng toàn giác. Toàn năng là làm được cái gì tất cả, toàn giác là biết được tất cả. Thành ra trong cái chữ Phật đó là gọi là biết trùm khắp. Thành ra trong cái câu nó là Phật là trùm khắp mọi nơi. Cái Phật là biết mà biết không hết, trùm khắp. Bây giờ mới giải mã được cái tiếng Phật, chứ không phải là giác tha giác hạnh viên mãn như mấy ông tiểu mấy ông bác nhã giảng. Có hiểu không? Dạ. Con xin hỏi tiếp nữa là trong quyển số 7 á, viện chủ có ghi một đoạn là Xá Lợi Phất mà hỏi Đức Phật á, lúc mà mình đi ra khỏi hải chiều dương của trái đất á, để về Phật giới á, nếu như một vị đó có ý chí quyết tâm muốn giải thoát nhưng mà ngặt con cái là không đủ công đức, thì sẽ có một vị Phật ở bên Phật giới cho mượn công đức. Con xin hỏi là cái công đức là cái gì mà mình có thể cho mượn, giống như là tiền để cho mượn, và khi mà về Phật giới rồi làm cách nào để trả lại? Thí dụ về cho nó dễ nè. Thí dụ mình đi qua cái cửa khẩu á, nó là 100 ngàn, đóng thuế 100 ngàn đi qua. Mà con dư á thì con đưa nó 100 ngàn, còn nhiêu con đi được. Còn nếu mà con có 70 ngàn sao đây? Thì cái người đứng bên kia cửa khẩu ông là ông bà làm ơn cho tôi mượn mấy chục đó, tôi đóng được tôi qua đó. Thì cái Đức Phật mà mượn, cái mượn mà công đức của Đức Phật nó không phải, nó tương tự như thế này, nhưng mà nó như thế này. Cái công đức mà của cái người đó mà về Phật giới á, đi qua cái cửa hải triều dương của trái đất á,
nó đủ sức á, thì cái vị thần giữ cái cửa này nè, người ta cho qua. Còn nếu mà không đủ, vị thần không cho qua. Nhưng mà bằng cách nào đây? Thì trong truyền thiền đã nói thế này, phải khởi một cái niệm lên, mượn công đức của một vị Phật bên kia. Thì bên kia người ta thấy bên đây là có người có công đức, là người ta theo dõi liền. Khi tới cửa đó thì mình chỉ có một cái khởi niệm. Khởi niệm là mượn. Thì ông kia, ông đi vào trong cái đường luân hồi á, mà đi của hải dương hồi, đi ngược vô tới cái cửa hải triều dương của trái đất, thì không có cho mượn, mà nói cho mượn chứ sự thật không cho mượn. Ông Phật vừa tới đó thì cái lực điện từ quang quá sáng đi, cái ông thần á, ông nhắm mắt lại hoặc ông né đi, thì ông kia tự do chạy qua, phải không? Thế chứ không có cho mượn, mà nói cho mượn cho nó cho dễ hiểu thôi. Chứ một vị Phật mà đến cửa đó mà nếu mình đồng ý thích về thì ông chỉ đến đó thì tức khắc ông thần né liền, ông thần giữ cửa né liền, tự động mình qua. Mà nên nhớ là qua là về làm Phật con, Phật cháu à, chứ không có được Phật anh, Phật huynh đâu nha. Hiểu không? Cái đó là vậy đó. Đó là nó hiếm lắm, chứ không phải ấy đâu. Còn cái trường hợp mà nó có một cách là về bằng sử dụng nhất từ thiền nó cũng khác. Nhất từ thiền có nhiều khi là mình dùng cái thuật để cho cái ông giữ cửa này nè, ông giật mình đi. Ông giật mình cái ông né cái mình giọt qua. Mình phải có thật tình muốn về Phật giới mới được. Có hiểu không? Cái chuyện này là nằm ở trong đó có ấy nhưng mà không có giải rõ. Vì dạ, khi nào hỏi ta mới giải rõ như vậy. Dạ. Chứ còn sự thật là không có mượn dễ trọi. Dạ. Cho con xin hỏi thêm là cái thân tứ đại của mình á, hiện tại là nếu mình tu theo thiền tông á, là con muốn hỏi là thật sự mình có thể rơi vào bể đánh thanh tịnh hay không? Và thật sự cái bể đánh thanh tịnh của mình á là cái gì? Cái rơi vào bể đánh thanh tịnh hả? Cái câu này là nói vậy chứ làm sao rơi vô cái tánh thanh tịnh được. Có nghĩa là mình cảm nhận được cái tánh Phật thanh tịnh của mình thì được. Chứ còn rơi đâu có rơi được. Rơi là phải vào trong kia cả. Còn cái này cái thuộc cái văn từ người ta viết thôi. Nếu có nghĩa là thấy bằng tánh Phật thanh tịnh của mình được, gọi là kiến tánh. Còn hoặc là người không kiến tánh, nó có cảm nhận phớt qua thôi. Phớt qua tôi vẫn nghe được cái chuyện này. Đó là gọi là cái nó nhìn phớt qua thôi. Nên phải hiểu cái chỗ này nè. Còn cái rơi vào bến tánh là cái văn học người ta nói vậy thôi. Chứ còn làm sao rơi anh phải về bên kia mới rơi. Bể tánh thanh tịnh là Phật giới á, anh không có rơi được đâu. Nhưng mà sở dĩ mà nói là hỏi chứ ông có thấy không? Nó thấy. Có vô không? Vô. Rồi nó ta tưởng chữ vô á là chữ rơi chứ sự thật. Ông mà sẽ là Phật, ông nhìn thấy, hỏi chứ ông thấy rõ không? Rõ. Ông biết không? Biết. Thì người ta tưởng đó, mới ta hình dung, ta tưởng là ông kia nhào vô được, làm sao vô? Chỉ thấy bằng con mắt. Có nghĩa là mình đứng đây mình thấy 100 cây số kia, hay là mình thấy bây giờ có cái máy điện thoại mà có hình á, mình nói đây mình Mỹ mình nghe, hỏi là thấy không? Nó thấy. Tới không? Chưa. Mà ta hỏi rồi mình cũng nói đại tới. Nhưng mà sự thật mình tới bằng hình ảnh chứ làm sao mình có tới đó được. Còn đây cũng nhìn thấy cái Phật giới là thấy cái hình ảnh thôi. Phải để ý cái chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi tiếp là, dạ tại vì lúc trước á, thì con có tìm hiểu qua rất là nhiều đạo á, bao gồm cả Thiên Chúa Giáo, Cao Đài vân vân, thì tất cả họ đều nói là Thượng Đế, nói chung là Thượng Đế là sanh ra tất cả cái đó. Thôi cái đó cái chuyện mơ hồ. Bây giờ có ông Thượng Đế nào dám lại đây tranh chấp không? Đâu chắc không? Thôi ông nói cái chuyện, chuyện nói xin lỗi con anh nay là 2000 mấy năm rồi. 2010 mấy năm rồi. Cái hồi đó là còn đồ đồng. Chứ bây giờ nói xin lỗi á, một thằng đại học ra thôi mà nói là Thượng Đế sanh ra nó cười. Rồi đây bởi vì khi nào người ta nói là tôn giáo á, khi mà khoa học càng tiến tôn giáo càng lùi, bỏ tôn giáo liền. Khoa học càng tiến thì tôn giáo càng lùi mà. Rồi bây giờ nếu mà trường hợp mà có một người nào trong này, có người nào đậu bằng thạc sĩ đi văn học hay là không gian gì đó, nói Thượng Đế sanh ra nó cười liền. Nó làm sao ông cứ nói ông chỉ cái nhà ông đi, ông chỉ cái chỗ ông ở đi rồi tôi tin. Mà trong quyển số 7 ai đọc cái quyển giữa Thái tử Tất Đạt Đa nói chuyện lại với ông Úc Đầu La Phất, con nghe là cái đoạn này
Đây là một chuyện nói sự thật mà mấy ngàn năm trước Thái tử Tất Đạt Đa đã nói cái chuyện này rồi. Còn bây giờ mấy ngàn năm sau mình còn cứ nhập đầu vô tin nữa rồi sao, sao tin. Rồi còn, nếu mà tới con đó con dừng thì thôi. Còn nếu con muốn nói gì nữa bác nói cho con nghe. Dạ à, con muốn hỏi thêm là tại sao cái Phật tánh ngày xưa ở Bể Tánh Thanh Tịnh đó thì muốn đi vào để vào cõi của con người á để làm công đức, nhưng mà con không biết là con người mà ở ở đây á là ngoài cái công việc là ăn uống ngủ nghỉ rồi cưới vợ sinh con rồi cuối cùng ra chết ra thì thực sự là còn công việc gì để làm nữa hay không ạ? Nói chung là con cái mục đích của con người á là đến cái trái đất này để làm cái gì á? À, thôi bây giờ con thà cho con nói gọn vậy đi. À, chắc con chưa có nghe được những cái đoạn mà bí mật đó. Là đầu tiên á, tánh Phật của mình á, từ bên Phật giới, nhìn bên Phật giới nhìn thấy mình, thí dụ tánh Phật mình giống như cái trứng cá đi ha. Rồi nhìn thấy trứng cá, nhìn thấy con cá to quá, nó hỏi sao ông bự quá, hỏi cá ông sao bự quá, và tôi có chút. Ông thì ông nói là nếu mà tánh Phật nào muốn bằng tôi á, vô trong thế giới loài người này nè, vô dòng tộc xin làm con của loài người, mượn thân một con người tạo công đức. Nên nhớ con nghe rồi, mượn thân một con người tạo ra công đức. Khi công đức đầy đủ về đây, điện từ quang chiếu vào số công đức này, định hình tức khắc một ngôi nhà pháp thân thân tịnh. Từ ngôi nhà đó sản sanh ra một kim thân Phật, tánh Phật ẩn vào đó để làm sự sống cho một kim thân Phật. Đó con hiểu chưa? Dạ, đó là quy trình đó, quy trình của đi á. Đó. Còn tánh Phật vô đây tại sao ở hoài? Là tại ham. Ông Phật cũng ham giàu, cũng ham nhà lầu xe hơi, rồi có pháp đi nước Tịnh Độ, rồi đi ham nước cõi Thượng Đế vậy. Đóng ly một cái một vòng là biết bao nhiêu. Ổng đi lên nước Tịnh Độ, ổng ở nha, thì trái đất này nó bị tiêu diệt một lần về sự sống. Bởi trái đất này 10.000 năm nó sẽ tiêu diệt một lần sự sống, mà tiêu diệt mà một tỷ lần, một kêu bằng một mấy một triệu lần như vậy đó, thì nó trở thành một tỷ, 10 tỷ, thì trái đất này nó sẽ tan rã. Thì bây giờ tại vì ổng lên á, tại làm sao ổng không nhớ đường, có biết không? Ổng nhớ đường về phải không? Vô đầu tiên ông bị cái vô minh thứ nhất che lại. Vô minh thứ nhất là cái gì? Con biết không? Không biết phải không? Vô minh thứ nhất là cái tử cung người mẹ đầu tiên, làm cho chết cái quên của tánh Phật đi. Rồi cái vô minh thứ hai, 16 thứ tánh người nó dây cái tánh Phật nữa. Hai cái vô minh này ông Phật bó tay luôn, thành ra sống với tánh người luôn. Rồi cái đi xong ra rồi tìm đủ chuyện để lại làm. Mà đến khi nào nhớ lại thì 10 tỷ năm rồi. Giống như con người á, khi chợt tỉnh ra thì đầu tóc xanh đã bạc trắng rồi. Đó, theo con theo. Một vị Phật mà vô đây muốn trở về bên kia ít nhất là 10 tỷ năm. Phật Thích Ca 7-8 tỷ năm. Còn mình ở đây chắc con không biết vô đây chắc 50 tỷ năm đó. Mà chưa nhớ, mà giờ hâm hên nè. Thì Thường Tông Công Diệu và công khai nói ra nè, con có muốn về không? Muốn về thì đọc cái này. Còn muốn về đi nữa. Đi mà một lần á, đi một chu kỳ á, nếu mà cõi trời vô sắc 100.000 năm, trái đất này nó sinh diệt 10 lần. Đi cõi trời Tịnh Độ thì trái đất này sinh diệt 1 lần. Dạ con cảm ơn vị chủ ạ.